Đối với em á, thì cái vẻ đẹp nhan sắc á, nó không có quan trọng đối với em. Em rất là quan trọng cái vẻ đẹp bên trong của một con người và thái độ, cách cư xử với mọi người xung quanh và sự nỗ lực, sự nhân ái và trí tuệ của một người ạ. Cho nên là em chỉ cần một người bạn trai cao hơn em. Em thì không thích đàn ông xăm hình quá nhiều ở trên người ạ. Ngọt ngào quá vậy? Sao vậy em gái? Bởi vì là em nghe bạn nam á trải qua rất là nhiều mối tình và ham chơi, và em nói là do ham chơi rồi đem vỡ này nọ, thì em không biết là liệu mình và bạn ấy có thể kết nối được với nhau ở trong ôi ơi, em ơi. Không ạ? Em nghe sao mà ham chơi vậy? Anh ta dừng lại rồi, anh mới đi tìm đến gia đình. Đúng rồi em ơi, đó là quá khứ, người ta đã nhìn ra được lỗi lầm của người ta rồi. Trời ơi, công việc làm mai làm mối của tôi ngày hôm nay nó kỳ quá. Aquaselin, lăn nách không mùi từ châu Âu, giảm mùi hôi, khô thoáng nách đến vài ngày. Em tên là Lâu Thanh Phương, em sinh năm 81, em 42 tuổi rồi. Quê quán ở Bến Tre, hiện tại sinh sống và làm việc ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Lao Thanh Phương hả? Dạ. Họ Lao em hả? Ôi dạ. Cái họ lần đầu tiên Lan nghe. Lạ vậy ta? Dạ. Hồi xưa dành cũng lần đầu tiên nghe đó. Em làm công việc cụ thể là dạy về thể dục hả? Dạ. Em là giáo viên thể dục. Thể dục và tất cả các loại thể dục luôn. Dạ. Đá banh rồi đánh cầu rồi đủ thứ ha. Dạ. Rồi em sống ở đâu Phương? Dạ hiện tại thì em ở nhà bè quận 7 mình á. Em ở với ai? Dạ em ở một mình. Từ quê em ở Bến Tre? Dạ quê Bến Tre. Ở dưới còn ai với ai? Dạ dưới còn gia đình ba mẹ với anh với em. Ở một mình là mình ở nhà trọ hay là nhà? Dạ một... nhà thuê anh. Hy vọng có người cái mình mua nhà mình ở luôn ha. Dạ. Mời nhà gái. Nhà gái giới thiệu về mình nè. Em xin chào quý vị khán giả, chào anh Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan ạ. Chào em. Em xin được giới thiệu, em là Thảo Vi, năm nay em 31 tuổi ạ. Em sinh sống ở quận 7 nhà bè ạ. Trời ơi, hỏi coi có gần nhà nhau không kìa, nhà trai. Em ở chỗ nào của nhà bè em? Anh ạ, em ở đường Nguyễn Hữu Thọ, nhà bè ạ. Anh ở từ quận 7 mình qua cầu Phước Long, Phạm Hữu Lầu ạ. Dạ vâng. Cũng gần. Nguyễn Hữu Thọ là đoạn nào em? Em ở ngay xã Phước Kiển ạ. Đây cũng là xã Phước Kiển luôn. Trời ơi. Hai người chung xã Phước Kiển luôn. Coi chừng hàng xóm nha. Kế bên có người này nữa nè. Dạ anh Linh luôn á luôn. Ừ. Dạ. Mình chung địa phương đó. Dạ. Hàng xóm đó nha. Rồi bây giờ mình cho nhà gái biết về ưu điểm khuyết điểm đi Phương. Thì ưu điểm thì cũng là vui vẻ, hòa đồng. Nói chung là mình rất là trung thực, rất là thẳng thắn. Mà đôi khi cái tính trung thực thẳng thắn của mình đó cũng là một cái khuyết điểm. Và cái khuyết điểm nữa là em không có biết hát biết ca. Không biết hát biết ca, biết thể dục là được rồi. Dạ. Mời nhà gái. Nhà gái có ưu điểm khuyết điểm gì? Về ưu điểm thì em là một cô gái hiền lành, trung thủy và luôn luôn tự lập ở trong cuộc sống ạ. Về khuyết điểm thì có vẻ như là em hơi yếu đuối một chút xíu và nhạy cảm ạ. Hồi nãy em nói em làm công việc gì vậy chị Lan Quân? Em là giáo viên ạ. Em cũng có một công ty giáo dục ạ. Cung cấp dịch vụ hỗ trợ giáo dục. Cung cấp dịch vụ hỗ trợ giáo dục là sao ta? Những dịch vụ hỗ trợ giáo dục cho chị em đặc biệt ạ. Hay quá hả? Hay đó. Một cái công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn rất là nhiều á. Bây giờ mình nói về đường tình duyên đi em trai. Về đường tình cảm thì em cũng trải qua 4 đến 5 mối tình. Thôi nhiều vậy hả? Dạ, mối tình thời sinh viên đi học, sau đó ra trường đi làm. Do cái dạng như em với bạn đó ở quê đó. Trên nó xa mặt cách lòng, cho nên nó kéo dài, nhưng mà cuối cùng cũng không đi đến cái hôn nhân. Sau này thì cái thời gian đó thì em ra đi làm trên này, thì nói chung còn trẻ thì cũng ham chơi, ham mình đi đây đi đó đó, cho nên cũng mình cũng không có nghĩ tới cái chuyện tương lai nữa. Cho đến quen cũng những mối tình sau thì nói chung nó cũng ngắn, nói chung cũng không kéo dài, nhưng mà cũng không có tiếng nói chung. Mối tình nào là sâu sắc nhất, dài nhất? Dạ mối tình thì cái thời sinh viên của em là em quen là được 5 năm. 5 năm? Dạ. Ngắn nhất là bao lâu? Ngắn nhất là chắc cũng khoảng gần 1 năm anh. Sau 4 năm mối tình đó em rút ra một cái bài học kinh nghiệm là gì? Mình thiếu sót cái gì trong 5 mối tình đó? Nói chung là lúc đó mình còn quá trẻ. Rồi trẻ nè. Dạ. Còn ham chơi. Ham chơi gì nữa? Nhưng mà sau này thì kinh tế nó cũng một phần nữa anh. Kinh tế. Dạ. Rồi hiện tại thì nói chung mình cũng đã chín chắn được hơn trước rồi. Mình muốn có một cuộc sống mới và cuộc sống có gia đình. Bây giờ kinh tế đỡ chưa? Dạ và cũng bây giờ có thể lo cho một người với một đứa con, hai đứa con nữa được chưa? Dạ được. Được rồi ha. Dạ. Rồi vậy là chuẩn bị tất cả tinh thần để lấy vợ rồi ha. Dạ. Rồi mời nhà gái. Nhà gái thì sao? Tình duyên của mình như thế nào? Trong quá khứ thì em đã trải qua một mối tình ạ.
cách đây khoảng 4 năm ạ. Mối tình được mấy năm? Một năm ạ. Một năm sao chia tay vậy? Dạ, lý do là thời gian đầu bọn em yêu nhau thì bạn nam sống và làm việc ở Việt Nam. Nhưng mà thời gian sau á, thì bạn ấy phải làm việc ở Singapore rất là nhiều. Mọi người thì thường nói là xa mặt thì cách lòng. Hai người không thể nào kết nối được với nhau. Cho nên là đúng là xa mặt cách lòng ạ. Xa mà cách lòng xa luôn đó. Ây, bên đây là 4 năm mối tình, có nhiều kinh nghiệm. Bên kia có một mối cũng sâu đó, nói chung là cũng nghiêm túc. Bây giờ mình hỏi về quan điểm về tình yêu, rồi cái nhu cầu thế nào? Bây giờ em mong muốn có một người bạn trai sắp tới như thế nào nè? Đối với em á, thì cái vẻ đẹp nhan sắc á, nó không có quan trọng đối với em. Em rất là quan trọng cái vẻ đẹp bên trong của một con người, về thái độ, cách cư xử đối với mọi người xung quanh, về sự nỗ lực, sự nhân ái và trí tuệ của một người ạ. Cho nên là em chỉ cần một người bạn trai cao hơn em. Em thì không thích đàn ông xăm hình quá nhiều ở trên người ạ. Đợi chị Lan qua, chị Lan coi cho. Xăm gì không trời? Dạ thôi, đừng có hỏi, đừng binh nhau nữa. Đi qua bên kia. Dạ. Thầy giáo chắc dạ, nó dạ, nổi dạ. Xăm đâu. Cao hơn nha bé ơi. Cao, trời, thầy giáo thể dục mà khỏe, trẻ, đẹp, phong trần. Thầy nhà trai tôi vậy đó. Bây giờ thầy giáo là em yên tâm rồi. Em ghét nhất tật xấu gì của người đàn ông? Em ghét nhất là người đàn ông không chung thủy và hay hút thuốc ạ. Thầy giáo có hút thuốc không? Vụ này quan trọng. Không hút thuốc. Trời ơi hay quá, không có hút thuốc. Có chung thủy không? Thì không lẽ nói không. Giờ nhà trai cho chương trình biết là nhà trai có mong muốn có một người bạn gái như thế nào nè. Mong muốn một bạn gái thì nói chung là ngoan hiền, cao ráo, dịu dàng, dễ thương. Bạn này cũng dịu lắm á. Siêu dạ, dịu luôn. Trời ơi, dịu mà dịu lắm luôn á. Dịu khá luôn á nha. Rồi gì nữa thầy? Bao nhiêu đó đủ rồi. Vậy thôi đó hả? Dạ, cũng đơn giản nha. Thầy có điểm nào không thích ở phụ nữ không? Nói chung thì mình cũng không có thích phụ nữ mà trang điểm nó lòe lẹt quá. Trời ơi, thầy hiền quá à. Đây, thầy giáo hiền lắm. Em gái đi dài vậy em gái? Hôm nay em đi một mình ạ. Rồi, mình. Có chị Ngọc Lan lo. Thầy giáo đi dài. Dạ, đi với anh đồng nghiệp. Anh thấy nhà gái bên đây sao nè, có hợp với bạn anh không? Chương trình xin chào hai MC. Dạ. Các khán giả, tôi là Thành, là đồng nghiệp của Phương đây. Dạ. Phương đây là một người cũng ít nói, rất là chu đáo, mẫu người đàn ông cho gia đình. Em nó cũng chờ đợi chương trình này kêu 5 năm rồi đó. Ủa là hả? Em nó quyết tâm, em nó chờ tới giờ bây giờ đó. Chương trình kết nối cho em nó mau mau giả từ cái tuổi cô đơn của em đó đi. Rồi, thôi bây giờ mình mở đi cho coi duyên số tới đâu rồi tụi nó. Mở nào. Rào. Aqua Selin, lăn nách không mùi từ châu Âu, giảm mùi hôi, khô thoáng nách đến vài ngày. Tiến tới luôn Phương. Em cũng có chuẩn bị một món quà nhỏ để tặng anh. Đây là hai quyển sách mà em đã đọc. Em rất là thích những cái kiến thức ở trong quyển sách này. Đó là những kiến thức về hôn nhân và tình cảm gia đình. Em mong là em có thể chia sẻ được những cái kiến thức này đến anh thông qua những cái quyển sách này ạ. Rồi, cảm ơn em. Rồi, mình có khui quà nhà trai không em? Rồi, em có thể khui luôn. Anh giúp em với ạ. Wow. Bất ngờ không em? Đây là một quyển sách mà em rất là thích. Cảm ơn anh vì món quà của ngày hôm nay ạ. Đây thì cũng xin chương trình đây của mình cũng là hai ý tưởng gặp nhau. Mình cũng tặng bạn một quyển sách, một quyển sách là Đắc Nhân Tâm. Rồi, các bạn về ghế ngồi đi. Rồi, hai bạn về chỗ. Em có nhận xét gì về anh? Em cảm thấy anh là một chàng trai rất là phong độ, rất là ngọt ngào và lãng mạn nữa ạ. Còn anh thì không biết là ấn tượng đầu của anh về em như thế nào ạ? Em thì ấn tượng đầu tiên là cũng nhìn thấy cũng rất là dịu dàng, dễ thương. Dạ vâng, cảm ơn anh. Về nội trợ của em có đảm đang tốt được công việc nội trợ không? Theo em nghĩ trong xã hội bây giờ thì cái việc mà nấu ăn ngon hay là nấu ăn dở nó không có còn quan trọng nữa. Bởi vì là bây giờ là mình có thể order, shipper sẽ mang đến rất là nhanh nhiều món ăn ngon. Về bản thân em thì em biết nấu ăn nhưng mà em không chắc là mình sẽ nấu ăn ngon. Nhưng mà em sẽ cố gắng học hỏi nhiều hơn và luôn sẵn sàng để nấu món ăn cho bạn nam của em ạ. Em cũng sẽ rất là vui nếu như trong thời gian rảnh thì bạn ấy cùng với em nấu nướng. Tại vì mình thì cũng ở một mình sống ăn cơm ở ngoài thường xuyên.
cho nên muốn cần lắm một cái gia đình, bữa cơm gia đình nó quan trọng. Cho nên thì cũng có ý định để lên chương trình tham gia để tìm một cái người mà để tiến sâu xa hơn nữa. Xa hơn nữa chúng ta về chung một nhà đi. Mong muốn con cái làm sao, thích con trai con gái như thế nào, rồi tiền bạc kinh tế ai quyết định này kia mình bàn nhau thử đó. Nói chung là cuộc sống thì ổn định thì nói chung người phụ nữ là phải giữ tiền rồi, chi tiêu thì của phụ nữ rồi, con cái thì nói chung thì 1 đến 2 con thì 1 nam 1 nữ là quá đẹp. Một trai hay là một gái đó là niềm hạnh phúc của mỗi nhà rồi ạ, chắc là có lẽ ai cũng thích như vậy ạ. Thời gian về rảnh rỗi những ngày nào của từng? Em thì thường rảnh vào thứ bảy hoặc là chủ nhật. Chắc anh cũng vậy nhỉ? Đúng rồi. Bây giờ Phương tới... Đúng rồi, nhà trai bước tới. Bên bạn gái đi. Đó, đẹp đôi nha quý vị. Sau 5 năm chờ đợi đó Phương. Dạ. Bây giờ nói chuyện với người con gái đó, Phương cảm nhận thế nào? Nói chung thì đến chương trình thì cũng là một cái duyên. Thì anh cũng mong muốn là sau chương trình này thì chúng ta có thể là tạo cho nhau một cái cơ hội để đi quen biết và tiến sâu xa hơn nữa. Còn bạn gái thấy bạn trai thì sao? Em cảm thấy anh là nếu như mà mối quan hệ có thể đến được với nhau thì chắc chờ anh cũng là một người đàn ông rất là trung thủy ạ. Em rất là thích cái sự trung thủy của người bạn trai ạ. Em gái đọc bài thơ tặng cho bạn trai đi. Em có thể đổi bài thơ thành một bài hát gửi tặng bạn trai được không ạ? Hôm nay thì em sẽ tặng anh và quý vị khán giả một đoạn ở trong bài hát Cơn Gió Lạ. Lặng yên cơn gió, lặng yên vầng trăng, lặng yên thơm ngát môi hồng thận trong sáng, ánh mắt bên ô cửa sổ cứ thao thức mong chờ cơn gió lạ. Ngủ ngon năn nhé tình yêu của em, và ngày mai sẽ ngọt ngào những ước hẹn. Các bạn về ghế ngồi đi nào. Đang rung mà, chúng ta đang hồi hộp. Để tay mình nút bấm đi Phương, với lại em gái. Chúng ta thích thì bấm, không thích thì không cần bấm. Cái nút đó chính là nhịp đập trái tim các bạn đó. Chúng ta thể hiện bằng tất cả sự suy nghĩ của mình xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. 1, 2, 3. Hết thời gian. Bạn gái không bấm ạ. Cái gì vậy trời? Sao em cũng ngọt ngào quá vậy? Sao vậy em gái? Bởi vì là em nghe bạn nam trải qua rất là nhiều mối tình và ham chơi và bạn ấy nói là do ham chơi rồi đang vỡ này nọ, thì em không biết là liệu mình và bạn ấy có thể kết nối được với nhau ở trong cuộc sống này hay không ạ? Em nghe sao mà ham chơi vậy? Anh đã dừng lại rồi, anh mới đi tìm đến gia đình. Đúng rồi em ơi, đó là quá khứ, người ta đã nhìn ra được lỗi lầm của người ta rồi. Trời ơi, công việc làm mai làm mối của tôi ngày hôm nay nó kỳ quá. Còn tới giai đoạn cuối quay xe không? Em chưa hiểu người ta gì hết. Em ơi, anh nói thật nha, anh cảm nhận đây là một người tốt đó, một chàng trai rất là chân thành luôn đó. Nãy em khen người ta là rủ thứ xong rồi lãng mạn quá, cuối cùng là cũng quay xe giống như cặp đầu nữa. Không, nhưng mà cô này thì không có nói quá nhiều, không thể hiện quá nhiều giống như là chàng trai lúc đầu. Nên là thôi, chúng tôi tôn trọng về cái cảm giác của cô ấy. Nhưng mà hơi tiếc một cái là em chưa hiểu bạn ấy. Ở đây là hai MC đều cảm nhận rất là rõ chàng trai này đúng cái thời tuổi trẻ có nông nổi, có mê chơi, cho nên là vài lần đánh mất người yêu của mình. Và chính vì anh ta đã nhận ra được cái điều đó nên anh ta mới dám nói cái điều đó ra ngày hôm nay. Thì chắc chắn đây là một cái người họ sẽ có quá nhiều cái kinh nghiệm để họ sửa sai, để họ bù đắp lại những cái thiếu sót của họ ngày xưa. Thật ra thế này nè, lỗi cũng do em trai. Nói chưa em rồi. Em không có quyết liệt. Thật ra em cũng không có cho cô ấy thấy cái sự quyết liệt của mình. Người phụ nữ bao giờ cũng vậy, nhiều khi á là người ta nhìn, người ta còn phải nghe nữa. Đúng rồi. Người ta cảm nhận nữa, mà em thì ít nói quá. Dạ. Anh kia thì nói nhiều quá, anh này thì ít nói quá. Thật ra là cái này cũng là một cái điểm yếu của mình, phải quyết liệt hơn nữa. Cua cho bằng được nghe. Thôi thì chúng ta hãy là những người bạn với nhau các bạn nha.
biết đâu chúng ta sẽ chinh phục được thì sao? Quan điểm tình yêu của em như thế nào? Chỉ có được, tôi yêu được hai phía. Còn mình không yêu đơn phương? Dạ không, chắc chắn là không. Cho nó đỡ khổ đúng không? Em có thích người bạn trai của mình nhậu không? Bên kia nói là quen nhiều bạn nữ, toàn ở quán nhậu. Nhậu vì công việc thì không sao. Mở mắt ra để tôi cảm nhận coi, đây là chàng trai phong độ, đẹp trai, ăn mặc sang trọng. Ủa sao vậy? Hả? Mời anh ngồi. Gì vậy? Dạ. Linh ơi, ấn tượng nha. Dạ. Tóc này tóc ta gọi là tóc gì? Bơm ngựa. Bơm ngựa. Vậy đúng vậy? Không? Anh tên là gì? Em là Trần Văn Lộc. Làm nghề gì? Em làm kỹ sư xây dựng ạ. Bao nhiêu tuổi? Em năm nay là 26 tuổi. Bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Chào em. Em tên là gì? Dạ, em tên là Tuyết Nga. Nga năm nay bao nhiêu tuổi nè? Em sinh 1988. 88 là 26 luôn. Dạ. Rồi, bằng nhau. Hiện giờ Nga đang làm gì? Nhân viên văn phòng. Dạ. Của công ty nào em? Dạ, công ty thủy sản. Sao xinh như vậy mà không có bạn trai hả? Dạ, tại ai cũng nói giống chị đó. Tại xinh quá là không có bạn trai. Dạ, tại xinh quá nên ai cũng nghĩ có người yêu rồi nên không có theo đuổi nữa. Mình theo đuổi lại người ta. Nó sợ quá, nó chạy chị ơi. Chạy cái gì? Chạy mình chận nó lại. Chạy quá kìa. Phải giảm cân. À, mình nó mập phải không? Có đâu. Em nghe em thấy có vẻ là tròn trịnh như vậy. Tròn trịnh không? Em thích người tròn trịnh không? Thì không vấn đề gì. Chỉ sợ cô ấy ngại khi đi cùng em thôi. Tại sao? Tại vì là cái thời gian rảnh rỗi của em ấy là em đi tập gym. Cũng thích tập gym có sao đâu. Không vấn đề gì. À, em là quê ở đâu? Quê gốc của em ở Bắc Giang ạ. Vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Em vào Sài Gòn được 1 năm. Trước đó thì em sống ở Hà Nội. Với con người của em thế này, với cách giao tiếp thế này, với cái nghề như vậy, anh nghĩ rằng em phải rất là nhiều người yêu. Người ta thường nói mấy ông kỹ sư xây dựng á, đi đến đâu quen đến đó, quen hết qua này qua kia. Em đồng ý. Em có như vậy không? Em đồng ý với cái suy nghĩ đó. Thế nhưng mà thực tế với em thì nó lại ngược lại. Tại sao người ta như vậy, em lại không như vậy? Em vào mới Sài Gòn có mới 1 năm anh nhỉ. Mục tiêu phấn đấu của em trước mắt đó là ổn định công việc. Bởi vì là khi em vào đây là em không quen biết ai đây cả. Một mình bươn chải. Nhưng bây giờ em đã ổn định chưa? Dạ hiện tại em chỉ là mọi thứ đang dần dần chắc chắn. Có định lấy vợ Sài Gòn không? Sau khi mà em xem xong cái bộ phim Lấy Vợ Sài Gòn và em đã cố gắng học theo như thế. Tuyết, từ trước giờ đã có bạn trai chưa? Dạ có. Nó không có là không đúng. Mà quen đi bạn trai đã được bao lâu? Mối tình đầu tiên của em á, em thích người hàng xóm của em. Bởi vì anh đó rất là giỏi, ngoan, hiền. Ngoan với em hả? Ngoan với mọi người, lễ phép với mọi người. Tại sao chia tay? Không, cái đó đơn phương chị ơi. Ai? Mình em thích. À, mối tình có một bên thôi. Dạ. Hồi đó giờ có mối tình nào hai bên không? Có. Lúc em học du lịch á, có mối tình nhưng mà quen thì thấy là không hợp nhau nên chia tay ạ. Còn bây giờ là mục đích là tìm người yêu hay là tìm chồng? Cả hai luôn chị. Bây giờ nếu mà đến chương trình này gặp đối tượng mà cảm thấy phù hợp thì có đi đến hôn nhân liền luôn không? Cũng phải 1-2 năm đấy chứ chị. Ta còn trẻ mà 26 mà hỏi lấy liền sao thì được? Thì mình phải hỏi mới biết được chứ. Hỏi cho bên kia bằng nam từ từ lấy, không lẽ gặp lấy liền? Dạ. Đúng không em? Em thấy như thế là hợp lý. Ừ. Cần phải có thời gian tìm hiểu. Theo tìm hiểu bao nhiêu lâu thì mới lấy? Nhanh thì là 6 tháng. Còn lâu? Cái đấy hay tui rồi. 6 năm. Bên kia đã có mấy mối tình rồi, còn em trải qua mấy mối tình? Thì em chỉ có 2 mối tình. 2 mối tình ở ngoài quê Bắc Giang hay là thành phố Hồ Chí Minh? Không, ở Hà Nội anh ạ. Như vào đây có quen một cô bạn nào chưa? Quen rất là nhiều, nhưng đa số toàn là quán nhậu anh ạ. Ủa tại sao quen quán nhậu? Đặc thù công việc của em nó là như vậy mà. Đi nhậu là quen, nghĩa là chưa có tìm ra được một người hợp lý với mình đúng không? Dạ vâng ạ. Quan điểm tình yêu của em như thế nào? Hạnh phúc chỉ có được khi đi từ hai phía. Hai phía, còn dạ. Mình không yêu đơn phương? Dạ vâng, chắc chắn là không. Cho nó đỡ khổ đúng không? Em có thích người bạn trai của mình nhậu không? Bên kia nói là quen nhiều bạn nữ, toàn ở quán nhậu. Nhậu vì công việc thì không sao. Em có biết nhậu không? Dạ một ít. Uống được mấy chai? 3 chai. 3 chai. Bên kia bạn trai uống tiếp khách uống nhiều nhất là mấy chai? Cũng là cộng tăng 1, tăng 2 và thêm một số tăng nữa thì cỡ khoảng 1 phép trở lên. Rồi vì sao bây giờ hai người đi nhậu, bên đây 3 chai xỉn, bên kia còn ngồi uống tới 1 két rồi tính sao đây nha? Nhưng mà thưa chị, đó là vì công việc thôi chứ thực ra em chẳng muốn như thế. Không sao cả, nhậu vui thôi mà. Dạ. Nhưng đừng có nhậu nhiều. Dạ. Nó hại sức khỏe ha. Dạ. Em muốn người yêu của mình phải ngoại hình thế nào và tính tình thế nào? Tiêu chuẩn người yêu của em rất là đơn giản, cao trên 1m6, số đo 3 vòng phải có sự chênh lệch. Cái gì? 3 vòng sao? Nghĩa là vòng 1, 2 mấy, vòng 2, 7 mấy, vòng 3, 9 mấy. Em chỉ nói là có sự chênh lệch thôi. Chứ không phải là bằng nhau đúng không? Dạ vâng. Hồi nãy giờ tôi nghe cái gì cũng đơn giản hết á, cao 1m6 mà đơn giản.
ba vòng phải có số đo cách biệt. Nhưng mà đơn giản cái gì? Đây, cái đơn giản. Sao xin? Ý cũng đẹp trai. Cảm ơn chuyện gì đó. Tự tin quá, tự tin quá. Cái mẫu người của em có nghĩ rằng giống diễn viên như chị Cát Tường này kia không? Hỏi tôi chi vậy, ta chặt tôi hả? Anh nghĩ là chị Cát Tường là khá là hoàn hảo rồi. Cảm ơn em. Hôm nay em là người thứ ba khen chị. Chị thấy em rất là tự tin, rất là lanh lẹ, rất là hoạt bát. Kỹ sư xây dựng mà tiếp xúc rất là nhiều. Ông thường thường thấy mấy ông kỹ sư xây dựng nhiều ông cũng khô khan lắm chứ. Dạ. Này lanh quá, tôi nghi ngờ lắm, tôi nghi ngờ cái tính chân thành của ông khi đến cái cuộc chơi này lắm nha. Trời đất ơi, tự nhiên ta khen qua khen lại. Ủa, đâu phải ta khen sao? Tôi là tôi phải khen lại đâu ha. Bộ này không có công bằng ấy. Không công bằng, đúng rồi, anh thấy cũng vậy, kỳ cục quá à. Không. Vậy tự nhiên chê ta là sao? Đâu có chê. Con người ta đàng hoàng, tự nhiên nông dân. Trời đất ơi. Đẹp à nha. Đẹp à, xinh à, giống diễn viên à. Này giống ai ta để coi, giống diễn viên nào ấy nè. Ngô Thành Vân á anh. À, Ngô Thành Vân, tự em nói nha. Giống Ngô Thành Vân đó. Còn em cảm giác em giống ai? Chưa một người nào nói em giống người Việt Nam. À, nói em giống Châu Phi hả? Có lẽ là vậy. Bởi vì là khi đi ở ngoài đường á, em hay kết hợp với một số phụ tùng phụ kiện. Phụ tùng phụ kiện là sao? Chẳng hạn như mình đội thêm một cái mũ. À. Đeo thêm một vài cái trang sức. Tức là mình không có tự tin về bản thân mình ra mình dùng trang sức xây dựng mà sao chăm chút bản thân dữ vậy? Ta hơi điều liệu chút có sao đâu. Thôi bây giờ hai người gặp nhau đi, tôi thấy là được rồi đó. Rồi. Cắt màn lên. Cẩn thận nha. Anh thấy được. Dạ. Rất là dễ thương, quan trọng cách nhìn của em thôi. Đơn giản thôi. Em nghĩ đơn giản là ok đấy. Thấy tóc bùm ngựa chưa? Anh nói chuyện rất là lanh. Sao anh chưa có người yêu em không có tin được á? Không ai tin điều đó. Chỉ có mình anh biết là như thế được à? Chỉ có mình chị Tường biết là quá trời người yêu. Quan trọng là em có tin hay không thôi. Còn những người khác không quan trọng. Anh nghĩ anh Quỳnh Linh nói đúng. Em mới gặp anh có 2 phút mà. Em có biết có tin được hay không? Anh nghĩ là một cơ hội thì sẽ tốt cho cả hai. Mày cua gái nhiều lắm nè. Tôi nói rồi lại không chịu. Đó, em nói anh không chịu. Có một vấn đề nó hơi nhỏ ở đây. Đó là thời gian rảnh là anh hay đi shopping. Đi shopping có dắt ta đi chung không? Trước kia thì em có một mình. Nhưng bây giờ hiện tại sắp tới thì em phấn đấu sẽ là 2 mình. Nhưng mà đi rồi ai ra tính tiền? Cái đấy hết tôi thì à. Chúng ta còn 30 giây nữa. Em muốn hỏi gì nữa không? Hết giờ. Trời đất ơi, tôi đang nói chuyện ngon lành hết giờ. Thì nó hết, phải hết chứ giờ sao anh? Ta sẽ có 3 khắc. Sau 3 tiếng đếm, nếu các bạn đồng ý hẹn hò thì chúng ta sẽ nhấn nút. Và không đồng ý hẹn hò thì chúng ta không nhấn nút. Cơ hội chỉ đến một lần, duy nhất. 1 2 Có hẹn hò hay không hẹn hò chúng ta vẫn được quay vòng quay may mắn. Có giải thưởng của tôi xì bà. 3 3 Hết thời gian. Tôi tưởng đâu hai người không ai bấm ai về là chờ. Hai người cùng bấm. Hết thời gian hai người cùng bấm. Có lẽ rằng thần giao cách cảm. Mà sao bấm chậm quá vậy em? Em bấm rất là nhiều lần, có lẽ là do cái nút ấy chứ. Tại vì bấm một lần cái nút nó mới vô. Em bấm thì nó bung ra rồi. Lanh quá. Còn em sao bấm chậm vậy? Em đang suy nghĩ. Nếu như lỡ mai em bấm, không bấm mà hết thời gian, em có hối hận không? Vậy là duyên chưa tới. Đúng rồi. Hay. Ai cũng nói chuyện duyên chưa tới, nhưng trong lòng đôi khi cũng hối hận. Tại sao có cơ hội mình không nắm lấy? Đánh nhau á thì là hai đứa sẽ ở đâu? Rồi có làm dâu không? Em phải suy nghĩ kỹ nha. Em đang là yêu xa đấy. Anh một tuần có thể gặp nhau một lần hoặc một tháng. Em tên là Đoàn Thị Thu Hương. Em tới từ Bình Phước. Em 26 tuổi. Hiện đang làm ở công ty sản xuất tại Bình Phước luôn ạ. Rồi mời bên đàn trai. Lời đầu tiên cho em xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các bạn đã có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em chào anh Quyền Linh. Rồi, chào chị em. Hồng Vân ạ. Chào em. Dạ. Em tên là Nguyễn Công Minh, năm nay 27 tuổi, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Hiện tại em đang làm việc tại công ty Tân Cảng, Long Bình. Mình làm về công việc gì Minh? Em làm ở phòng điều độ ở công ty Tân Cảng. Rồi bây giờ á, cứ nói về mình đi. Điểm mạnh là cái gì nè? Tính cách của em thì rất là thẳng thắn, sống với mọi người chân thành. Và được cái có tính, cũng có tính một chút xíu về gia trưởng. Về gia trưởng. Ủa, phụ nữ mà có tính gia trưởng hả? Dạ.
Sao căng vậy ta? Thường xưa người ta nói đàn ông có gia trưởng, phụ nữ cũng có tính gia trưởng nữa hả? Dạ, tại vì em là con lớn trong gia đình, có hai em nhỏ nữa. Nên là em phải có cái tính đó thì em thì của em mới trị được hai đứa kia đúng không? Dạ, thay ba mẹ muốn nắm. Em đã có mối tình nào chưa? Dạ, có ạ. Có áp dụng cái gia trưởng đó trong tình yêu không? Dạ, hồi đó quen nhau thì là học sinh nên là bạn ấy cũng rất là rụt rè. Thì em sẽ là người chủ động. Em tỏ tình chứ? Em tỏ tình chứ? Cũng hay đó chứ. Bây giờ thì em nói về tính cách của em đi. Điểm mạnh, điểm yếu thế nào? Vâng, tính cách của em thì là vui tính, hài hước, nhiệt tình. Điểm mạnh thì nhưng mà có một chút sáng tạo, có óc hài hước, rồi luôn quan tâm đến mọi người. Em có tật xấu gì không? Dạ đương nhiên ạ, ai cũng sẽ có một điểm yếu riêng của mình. Cụ thể em thì tính còn hấp tấp. Hấp tấp là con hơi thiếu kiên nhẫn á. Vẫn còn hay quên. Em có mấy mối tình rồi? Hiện tại thì em chưa có mối tình chính thức nào cả. Nếu mà có cũng chỉ gọi là quen sơ. Sơ sơ thôi hả? Đúng rồi, cũng không có quá thân thiết gì. Tức là chưa có tình yêu. Vâng, có thể gọi như vậy. Ồ vậy đó hả? Từ đó tới giờ luôn hả cưng? Dạ. Cái mẫu người đàn ông mà em thích là như thế nào? Em yêu cầu, không có yêu cầu về ngoại hình. Không có yêu cầu về ngoại hình? Dạ. Ừ, sao cũng được. Dễ nhìn thôi. Về tính cách thì quan trọng hơn. Tính cách, ví dụ? Đầu tiên là phải biết quan tâm người khác. Và hiếu thảo với gia đình. Và em cũng yêu cầu là bạn ấy có một cái gọi là hơi trầm tính chút xíu. Bên kia yêu cầu người yêu không có, không cần cao thấp, không cần ngoại hình gì hết. Còn em sao? Em nếu cô gái từ 1m6 trở lên thì là tốt quá rồi. Có gì khuôn mặt luôn tụy cười. Kiểu gọi là thần thái lúc nào cũng vui tươi, lạc quan á. Gây cái gọi là sự năng lượng tích cực cho người đối diện. Nếu mà bạn gái gia trưởng thì em có đồng ý không? Cái này em nghĩ là sau một thời gian tìm hiểu thì em mới có thể gọi là có làm quyết định chính xác được. Chứ bây giờ nếu mà nói ra thì còn sớm quá. Thì chị... sao? Cưng, chị thấy em đang rối đúng không? Thật sự là câu trả lời nó hơi khó. Nhưng mà cái điều gì mà em không thích nhất ở người phụ nữ? Không thích nhất nè. Em hay nói vui ấy, cơ là ảo tưởng sức mạnh. Quá kiêu kỳ, tức là nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ. Đại khái là em không thích con gái ở cái điểm là ảo tưởng sức mạnh. Dạ đúng ạ. Còn em không thích ở người đàn ông là điều gì? Gia trưởng. Em gia trưởng mà em thích người ta gia trưởng. Dạ. Vậy là coi như là không, em sẽ, bạn này sẽ phải lấy một cái người đàn ông không biết gia trưởng là gì để cho em gia trưởng. Bởi vì đôi khi là bên đây là phải suy nghĩ cho kỹ nha. Mà em gái đi với ai vậy? Dạ, em đi với bản thân và hai em gái ạ. Dạ, xin chào cô chú và tất cả mọi người. Con xin đính chính lại một chút là chị con không có phải là gia trưởng mà ép tụi con làm theo cái này, làm theo cái kia. Nghiêm khắc chứ không phải là gia trưởng. Còn tính cách thì em nghĩ là ai rồi cũng phải có sự thay đổi thôi. Nên là nếu mà anh chị đến với nhau thì chắc chắn là chị em cũng sẽ thay đổi và để hoàn thiện mình hơn. Rồi, cảm ơn em. Thấy thích khởi phào. Ta đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ em. Em xin chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh ạ. Em là mẹ của Minh. Minh thì rất là hiền và có hiếu với bố mẹ. Thấy cháu bên đây thì dễ thương. Về ngoại hình thì cũng rất là xinh xắn. Dạ còn cái tính nét ấy thì nếu mà người ta nói là đủ yêu thương á thì con người sống với nhau người ta sẽ dễ bỏ qua những cái lỗi lầm. Cái quan trọng là hai cháu thật lòng thương yêu nhau. Còn cái chuyện mà cháu hơi khắt khe với các em ấy thì cũng là một điều tốt để sau này còn dạy con. Dạ. Cho nên rất là mong là hai cháu đến được với nhau. Rồi, cảm ơn đàn trai. Bây giờ thì hai đứa đã nghe hết rồi ha. Góp ý của hai bên cũng như nãy giờ mình cũng nghe qua cái rào này rồi. Thì mình gặp mặt nhau, mình cảm nhận thôi, mình quyết định thế nào nha. Mở rào. Anh chào em. Dạ chào anh. Hôm nay anh đến thì có một món quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Em có món quà, nó là một cặp. Anh có thể móc vào chìa khóa xe hoặc là móc vào chìa khóa nhà gì đó. Nó là một cặp màu khác nhau thôi, nhưng mà kiểu dáng là giống nhau. Thì em mong rằng là em với anh hai tính cách khác nhau, nhưng mình sẽ đi chung được một con đường, hướng chung một lý tưởng. Anh cũng rất mong điều đó. Anh cảm ơn em. Hai đứa cảm nhận về nhau đi, lần đầu tiên
hai em gặp mặt nhau đó. Anh thấy em cũng khá dễ thương. Nhất là đôi mắt. Ta bảo là đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Anh nhìn mắt em á, anh tưởng bố câu. Còn mắt anh thì là diều hâu rình mồi. Thần tượng của em là gì? Mẫu người thôi. Không, thần tượng của em á, có thể là bất kỳ những người trong lĩnh vực ca nhạc, khấu điện ảnh hay là khoa học hay gì. Em thần tượng K-pop. Bởi giống em gái của anh này. Nó cũng rất thích K-pop. Mặc dù anh không thích chút. Còn anh? Thần tượng của anh à? Khá nhiều đấy. Nhưng mà anh ấn tượng nhất là Tổng thống Nga Vladimir Putin. Người đàn ông mạnh mẽ, văn võ song toàn, khả năng gọi là ứng biến tình huống, xoay chuyển tình thế, cho dù gặp bất lợi đến đâu cũng vẫn giữ thái độ bình thản. Anh thấy đấy là một mẫu người mà anh luôn phấn đấu để một phần của người ta. Em bây giờ em có hỏi bạn này về vấn đề nếu như tụi em lấy nhau á thì là hai đứa sẽ ở đâu, rồi có làm dâu không? Em phải suy nghĩ kỹ nha. Em với anh là yêu xa đấy. Anh một hiểu. Tuần có thể gặp nhau một lần hoặc một tháng. Nhưng mà rồi lấy nhau thì là ở đâu nè? Ở Bình Phước hay là ở Biên Hòa nè? Quan điểm của anh á là muốn vợ sống cùng với nhà ở bố, với bố mẹ với anh. Nhà em á thì em vẫn về thường xuyên được, không vấn đề gì hết. Thật ra là gia đình em không có đặt nặng vấn đề là đi làm dâu hoặc là ở lại gần bố mẹ để chăm sóc ba mẹ, bố mẹ em. Nhưng cái đó em tự nhận thức được. Tại vì em không biết được sau này là em gái của em sẽ ở xa hay ở gần. Em sẽ luôn dành cái điều tốt đẹp nhất cho em gái của em. Anh hiểu điều đó. Bạn này là có tư tưởng chị tôi á, chắc mê chú Trần Tiến ha. Cầu xây xong đã lâu hả? Tức là giờ để cho các em chỉ xin cho em thôi. Quan điểm với con cái thế nào? Trai con gái gì đó? Anh thì cũng như mọi người thôi. Dù gái hay trai chỉ hai là đủ. Em là em muốn ba. Ba? Dạ, cho đông vui à. Thích ba. Ờ. Chia hơi khó đấy. Tại sao lại khó? Anh tại khó là anh. Chia đôi lúc nào sẽ dễ hơn chia ba. Đấy là cái suy nghĩ vui, không có gì hết. Rồi các bạn hát tặng nhau đi, để chúng ta cảm nhận về cảm xúc của nhau. Yeah. Dạ vâng. Em biết bài Giấc mơ Chappy. Ôi ra cờ lấy rừng rừng cây ngọn núi nghe tiếng đàn Chappy. Ai yêu tự do yêu rừng xanh thì lên núi nghe đàn Chappy. Tôi yêu Chappy không còn cô đơn, không buồn, không vui. Tôi nghe Chappy chợt thấy nao lòng vì một giấc mơ. Ôi Chappy. Hát rất là tâm trạng luôn, hát rất là tâm trạng luôn. Rất là cảm xúc. Rồi mà bạn gái. Bé ơi mơ gì thế em, mà sao đôi mắt em màu xa xăm. Thôi cắt tiếng con. Hả? Tôi quên lời rồi. Chết, cô không biết bài này con ạ. À. Cô biết mỗi bài Chị Tôi. Bé ơi mơ gì thế em, mà sao đôi mắt em trông vào xa xăm. Cớ sao không nhìn thấy anh, từ lâu đã ngắm em xinh như một thiên thần. Ghét ghê ai thèm biết anh, người ta đang ngắm muôn hoa vào mùa xuân. Cớ sao... Thôi, tới đó. Được rồi. Đúng rồi, không phải là vấn đề hát hay không hát hay, nhưng mà hát bằng cảm xúc, để mà cảm nhận cảm xúc về nhau. Hai bạn phải nói là cũng rất là cảm xúc trong cái bài hát vừa rồi. Bây giờ á, hãy tiến đến nắm tay cô gái và cảm nhận, và chúng ta nói hết những cái suy nghĩ của mình về người đối diện, về những cái cảm nhận từ nãy giờ nào. Nắm tay đi, hai tay nắm vô. Em kiểu đó. Bắt tay nhau thế nhỉ? Quên, anh chưa hỏi em cao khoảng mét mấy nhỉ? Mét 65. Bởi vì nếu sau này anh có hôn một cô gái thì anh sẽ đỡ mọi cổ hơn. Anh nói thật là khi anh thích một người á thì thời gian nó dường như nó trôi chậm lại á. Một ngày mà mình không gặp người ta á, thì cảm giác như 24 tiếng vừa trôi qua. Em thì hiện tại em đang cần một người có thể bao dung. Bao dung được cái tính cách của em. Anh nhắm là anh có thể làm được điều đó không? Anh yên tâm, em cũng biết làm nũng rồi. Nhưng mà không phải anh thầy. Em còn gì nữa không? Không. Rồi, hết thời gian.
Như vậy là chúng ta đã hết thời gian trao đổi với nhau. Bây giờ các bạn để tay vào nút bấm. Đã đến lúc chúng ta lắng lòng mình lại, suy nghĩ cho nó kỹ, xem người này có phải là người cùng đi với mình trên con đường hay không. Yêu xa có được hay không? Một tuần có thể gặp nhiều lần hay không? Có khắc khoải vì xa nhau hay không? Quyết định từ trái tim của mình các bạn nha. Và khi bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Chuẩn bị 3 2 1 hết thời gian. Nắm tay nhau đi, bây giờ mới chính thức là nắm tay chứ không phải bắt tay. À, bây giờ còn em, bắt tay không à? Em quen nghe nè, Linh giống như là một cái giao dịch vừa xong á. À, rất là Putin luôn á. Cái này là tình yêu chứ không phải là bắt tay, nắm tay nhau thế nào? Để tay trái ra. Anh thường hay suy nghĩ hơi lâu. Có nghĩa là quá thời lâu. Gian quyết định là nếu mà thời gian là 60 giây á thì anh đến giây 59 anh quyết định. Đấy, bạn gái rất là chủ động, bấm luôn ngay từ lúc đầu. Em không thấy điều đó. Lúc em đang suy nghĩ tương lai. Tương lai em suy nghĩ gì? Em đang lập kế hoạch là từ 2020 đến 2030 mình làm cái gì. 30 đến 40 mình làm cái gì. Xa vậy? Nãy suy nghĩ vậy đó hả? Trời ơi trời, tôi suy nghĩ có ngày mai hẹn bạn ấy ở đâu. Vậy tôi suy nghĩ tới 2030 rằng. Rồi một nụ hôn đầu tiên. Chưa bao giờ hôn ai đấy. Hôn sao cho coi được đó. Thấy nó không có ra gì chân á, nó chưa có ra cái gì chân á. Đó kìa, đó. Đã vạn sự khởi đầu nan ạ. Không sao ạ. Thấy chưa, người ta bản lĩnh chưa. Đấy. Làm lại y chang thử coi. Em để cho anh chút. Đó. Không được, không được, không được, cảm xúc. Cái chuyện sở thích của bản thân em là gì? Sở thích cụ thể, thích ăn, thích coi phim, thích ngủ, thích đi chơi. Em thích ăn, thích ngủ, nhìn em mẩm mỉm mà chị. Thích đi du lịch, nói chung là cũng có nhiều cái sở thích lung tung lắm, ví dụ như thích đi làm vòng mình, thích uống cà phê mình. Dễ thương ha. Dễ thương, một con người mình cảm giác gặp mà mình thấy cảm giác rất là vui á. Nói như thế. Còn bạn trai bên anh đó rất chững chạc, phải nói là cũng có thể là một cái chỗ dựa, một cái sự tạo nên cái niềm tin ở cho bất kỳ ai luôn. Yeah. Nói như vậy đó. Để bà mối qua coi có phải không? Đâu? Chứ đàn trai là chịu đàn gái rồi đó. Em qua em coi em dựa nè. Xin chào chị Đồng Thương. Đi. Ồ dễ thương. Dạ cảm ơn chị. Rồi nãy giờ nghe em và anh Linh nói chuyện tưởng tượng chắc chị nghĩ qua chắc mập bụng phải lắm. Có phải không? Dạ cũng vừa vừa đó chị ạ. Nó hơi ý ấy chút thôi. Cũng giống như anh thôi. Anh cũng giống nhau đó. Anh là muốn gấp đôi người ta luôn á. Bởi cái cân nó nói kênh này không kênh heo đó. Bà ơi. Dạ vâng. Hồi nãy em nói tật xấu của em là hơi bừa bộn. Dạ vâng em hơi bừa bộn chị ạ. Rồi còn tật xấu gì nữa không? Em hay ăn nhiều xíu chị. Ăn nhiều không phải là cái tội, tại vì ai nấu ngon mình phải ăn thôi. Ăn nhiều, em có thích ngủ nhiều không? Ăn ngủ thì em không thích ngủ nhiều. Dạ, em xin kính chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Chị Nam Thư cùng bạn gái mình bên kia, cùng toàn thể quý vị khán giả trong trường quay và khán giả trên truyền hình ạ. Em tên là Nguyễn Văn Bằng, năm nay em 30 tuổi, hiện em đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm việc gì Bằng? Dạ em là nhân viên quản lý về container cho một hãng tàu container lớn, của Hàn Quốc ạ. Dạ vâng. Quản lý container tức là nhiệm vụ cụ thể là chỉ quản lý thôi, như thế nào nữa không? Dạ nhiệm vụ của em là đảm bảo cho container khi mà nhập vào Việt Nam và khi khách hàng trả rỗng về là em phải quản lý được cái volume đó, cái số lượng đó, không bị thất thoát. Quê em ở đâu? Dạ quê em quê gốc ở Quảng Ngãi ạ. Quảng Ngãi. Dạ vâng. Em làm việc ở quận mấy Bằng? Dạ em làm việc quận Nhất, Quỳnh Linh. Quận Nhất. Rồi, đó là sơ lý lịch trích ngang của bên đàn trai đó. Rồi, bây giờ mời đàn gái mình nói về bản thân mình nha. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Nam Thương, chào tất cả mọi người ở trường quay và chào tất cả các quý vị khán giả đang xem truyền hình. Thì em tên là Phạm Thị Thu Đan, năm nay em 29 tuổi, quê em ở Phú Yên. Em đang làm nhân viên mua hàng cho một công ty may mặc ở bên Hàn Quốc, làm việc tại Quận Nhất ạ. Là việc đại quận nhất luôn. Dạ. Em là Thu An. Thu Đan. Thu Đan. Dạ. Thu Đan. Đang làm việc đó đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Thu Đan.
Bên đây là bằng nhá. Dạ vâng. Bằng đang, đang bằng. Rồi bây giờ bằng ơi. Dạ vâng ạ. Bằng, bằng nói một tí xíu về ưu điểm và khuyết điểm của bản thân mình đi bằng. À, dạ, ưu điểm của em thì em biết nấu ăn. Em biết nấu nhiều món. À, đặc biệt sở trường của em là món cháo anh. Em nấu rất là nhiều món cháo. Cháo hải sản, cháo bò, cháo heo gì em nấu được hết. Dạ. Cháo heo là... Cháo thịt heo đó chị ạ. À, hên quá. Chứ người quê mình mà nghe nói cháo heo là nấu cho heo ăn đúng không em? Dạ. Nấu cháo heo cũng phải có kỹ thuật đó em, chứ không phải đơn giản cháo heo. Muốn nấu là nấu đâu nha. Khuyết điểm là gì bằng? Ưu điểm tiếp theo của em là em là một người rất là thân thiện. Thân thiện. À, có thể sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong công việc và trong cuộc sống. Rất tốt. Dạ vâng. À, nhược điểm của em thì cũng như bao bạn nam khác thì cũng có tính bề bộn. À, hay vứt đồ lung tung này kia. Khi về, dạ vâng, khi đi làm về thì hơi mệt anh. Thì hay để đồ chỗ này chỗ kia rồi sau đó mới dọn lại. À. Chưa có vợ thì vậy thôi. Dạ vâng. Có rồi em sẽ biết. Dạ vâng. Không được bộn bề vậy đâu. Thì cái nhược điểm tiếp theo của em á là em có một cái lời hứa với một cái anh tên là anh thể dục thể thao. Em hơi quá căng mà em hẹn hoài mà chưa có thực hiện được nhiều anh. Dạ vâng. Tức là mà muốn tập thể dục cho nó khỏe ha. Dạ vâng, tập thể dục cho nó khỏe hơn, cho công việc tốt hơn ạ. Chứ nếu mà để bự nhanh khó mệt lắm, mệt quá. Dạ. Anh cũng đang có lời hứa với anh thể dục thể thao đó mà hứa hoài cũng vậy thôi. Dạ vâng. Rồi, cảm ơn bằng. À, bây giờ mời Đan. Dạ, thì về cái ưu điểm của em á, thì em hơi gọi là sao ta, mọi người hay nói em là khéo tay. Em có thể nấu ăn hoặc làm những đồ handmade. Thì về cái nữa là em cái tính cách của em thì thân thiện, hòa đồng. Về cái nhược điểm của em thì hơi nhút nhát và hơi gọi là giải quyết vấn đề theo cảm xúc nhiều hơn. Dạ. Rồi có những cái vấn đề như em hay lại hứa là giảm cân. Nhớ hả, là giảm cân mà cũng không bao giờ thực hiện lời hứa được, em, đúng không? Em có chỉ là giảm leo lên cân thôi. Giảm leo lên cân chứ không phải giảm cân. Dạ. À bây giờ không mấy là mình thôi mình kéo cái rào này ra đi, xong mình để cái sạc cái ba người qua một góc bên kia luôn. Rất hợp, ba người về chung một team rất hợp. Ba người mình có hứa với anh thể dục thể thao hả? Đó, đó, bên trước anh bước lên cân á, là cái cân nó nói là người này béo quá cần giảm cân. Cách đây 2 ngày anh bước lên nó không nói vậy, nói cân này không cân heo. Anh đau lòng quá, thế là anh hứa là anh sẽ làm việc với anh thể dục thể thao cho nó kỹ nha. Dạ vâng. Ba anh em mình cùng làm điều đó ha. Dạ vâng ạ. Rồi, tình duyên mình thế nào à? Em trai? Dạ, tình duyên của em thì em trải qua 2 mối tình chính thức ạ. Một mối tình từ sinh viên. Thì đa số ai đã đi học này cũng trải qua một cái mối tình sinh viên bỏ túi nữa anh ạ. Trong sáng hồn nhiên. Dạ vâng, thì sau đó bạn gái ra trường trước em và bạn đi làm thì bạn lập gia đình. Dạ, mối tình gần đây của em là cách đây 2 năm anh ạ. Thì em quen và tìm hiểu bạn đó cũng hơn 1 năm. Nhưng sau đó hai đứa tìm hiểu thì có một số cái quan điểm, một số cái tính cách nó không được hợp nhau đó. Nên hai người tôn trọng và cho nhau một cơ hội mới. Dạ vâng. Hai mối tình đó thì em thấy cái điều mình cần rút ra kinh nghiệm là cái gì? Cái điều mình rút ra kinh nghiệm ở đây là mình phải có sự chín chắn, chuẩn bị kỹ lưỡng trước hôn nhân. Đúng rồi. Về kinh tế cũng như là công việc cho ổn định. Rồi xong cái bước tiếp theo là tìm cho mình một đối tượng nghiêm túc để lập gia đình đó nè. Rồi, tốt. Được không? Mời đàn gái. Đang mời em. Dạ thì em cũng giống như bạn, thì trải qua 2 mối tình. Thì một mối tình là cũng thời sinh viên, thì em quen bạn đó tính khi mà ra trường thì bọn em kết thúc. Tại vì cái quan điểm của mình về cái tình yêu học trò và tình yêu lúc mà mình đi làm nó khác nhau về cái quan điểm sống và quan điểm đi tới hôn nhân. Và sau đó thì em có quen một bạn nữa thì chia tay cách đây 1 năm. Thì cái quan điểm về để đi tiến xa hơn trong cái chặng đường tiếp theo ấy, thì nó không đồng quan điểm về phong tục tập quán cũng như phong tục những cái quan điểm về cá nhân của từng người. Và hai đứa thì có những cái mâu thuẫn nhau rồi dẫn đến là chia tay. Dạ. Chị muốn hỏi tí xíu, em nói là không đồng quan điểm về phong tục tập quán
Vậy là giờ do nước ngoài hay sao? Dạ không, tức là bạn đó là người miền ngoài, còn em là người miền Trung, cho nên là những cái vấn đề về quan điểm của người miền Bắc thì nó hơi ràng buộc do cái vấn đề về lễ nghi gia giáo nhiều, cho nên là em thấy hơi khó và nên mình có trao đổi với bạn nhưng mà mình không có tìm được tiếng nói chung cho cái định hướng trong tương lai. Vậy thì ngay lúc này, ngay bây giờ em muốn tìm một người đàn ông lý tưởng cho mình là như thế nào? Để cái lý tưởng của mình á, thì một người đó phải là gọi là bao quát được cái vấn đề về xã hội. Thì người đàn ông em muốn được là luôn luôn là một người đàn ông có thể mà chăm sóc em, bảo vệ em ở vấn đề phía bên ngoài. Còn tổ ấm thì để em lo. Tức là anh cứ đi ra ngoài, còn mọi thứ sau lưng anh để em lo. Dạ. Rồi còn bên nhà trai ơi, bạn ơi. Dạ vâng. Em cái hình mẫu lý tưởng mà em mong muốn một người phụ nữ cho bản thân mình là như thế nào? Dạ vâng. Hình mẫu lý tưởng của em thực chất là em không có đặt cho mình một cái hình mẫu nào gọi là lý tưởng hết ạ. Với em thì em mong muốn tìm được một người phụ nữ chung thủy, biết chia sẻ, biết lo lắng cho gia đình hai bên, gia đình nhỏ cũng như là gia đình lớn của hai bên bề ngoài. Dạ vâng. Với em, phụ nữ nào cũng chung thủy cả. Vấn đề do người đàn ông có làm thay đổi cái sự chung thủy đó không thôi. Dạ vâng. Anh nghĩ đơn giản là tất cả mọi thứ đàn ông chúng ta nên chủ động để có thể làm cho phụ nữ yên tâm, để người ta phải giữ cái sự chung thủy đó. Nếu như mình mà không có chăm sóc quan tâm hoặc là mình làm gì đó thì chắc chắn sự chung thủy đó sẽ thay đổi. Đừng lo điều đó. Dạ vâng. Ha? Dạ vâng. Rồi bây giờ anh sẽ qua xem mắt đàn gái xem có giống những gì em nói hay không nha. Dạ vâng. Em muốn người đó cao bao nhiêu? Em cũng chưa hình dung được anh ạ. Hình dung hả? trong cái giấc mơ của em, thí dụ như đêm hôm qua trước khi đến đây, dạ, em nghĩ xem ngày hôm nay mình sẽ gặp người con gái thế nào? Một người con gái tương đồng với em anh. Tương đồng là sao? Cao giống em. Cao giống em. Mũm mĩm cũng giống em. Mũm mĩm giống em. Dạ vâng. Rồi, tức là giống em đúng không? Dạ vâng. Rồi, thích tóc dài hay tóc ngắn? Với em tóc ngắn dài cũng được anh ơi. Em không quan trọng về mái trắng tóc hay da ngâm. Như em là được anh. Ngâm ngâm như em nè. Thích em thích mặc váy hay thích mặc quần jean hay thích mặc quần tây? Dạ, em theo nghĩ thì tùy ngữ cảnh anh ạ. Mà em nghĩ mặc váy sẽ đẹp hơn. Dạ vâng. Gái mặc váy dịu dàng hơn. Dạ, dịu dàng hơn ạ. Rồi, để xem coi có giống những gì mà mình đang suy nghĩ. Chịt không nhá. Dạ vâng. Mai hỏi kỹ ghê luôn á. Trời, nó là Mai có tâm lắm chứ. Rồi mở mắt ra này, 2, 3. Chào anh. Ô, nụ cười rất là tươi. Thấy chưa? Chung hỏi anh được chưa? Được. Mặc váy, có váy trắng hả? Trắng hơn em. Tóc ngắn hay tóc dài? Tóc ngắn, tóc sao cũng được không sao, nhưng mà anh rất thích khi nhìn em ngay cái lần đầu tiên, đó là nụ cười nha. Yeah. Em gái, nụ cười em rất tươi, nụ cười em làm xóa đi tất cả những muộn phiền trong cuộc sống. Và nếu như có gia đình, có người đàn ông bên cạnh, có những người xung quanh, hãy cười lên bất kỳ lúc nào đó để ta cảm giác là rất là yên bình. Dạ, em muốn tìm người giữ em nụ cười này anh ơi. Nhiều khi đàn ông làm gọi là phụ nữ khó chịu quá cũng cười không nổi đúng không? Dạ. Điều gì ở đàn ông mà em không thích? Em không thích người đàn ông đó gọi là sao ta? Nhậu nhẹt. Nhậu nhẹt. Không, đàn ông cũng có nhậu một chút cho nó vui. Không, cái khả năng là em có nói là người đó có thể uống được, tại vì em uống có được. Nên là người đó phải uống được. Rồi không có gọi là tính hay ghen. Hay ghen. Rồi người đó có tính gia trưởng xíu. Gia trưởng chút không, xíu. Không thích đó anh. Không thích gia trưởng. Dạ đúng rồi. Hút thuốc được không? Dạ không, cái đó em thích. Hút thuốc đen răng lắm. Nếu như hai bên nói chuyện với nhau, hợp với nhau thì em định khoảng khi nào để đàn trai bước tới? Cái này mình không có định được anh ơi. Ví dụ như mà mình vô mình thấy mình điện nó giật quá thì mình tới luôn cũng được. Ừ. Còn nó không giật thì mình cứ từ từ. Không giật từ từ cho nó giật. Dạ. Em ơi. Một người sống theo cảm xúc. Cái sở thích của bản thân em là gì? Sở thích cụ thể. Dù thích ăn, thích coi phim, thích ngủ, thích đi chơi. Thích sao? Em thích ăn, thích ngủ. Nhìn em mẩm mỉm mà chị. Thích đi du lịch. Thích... nói chung là cũng có nhiều cái sở thích lung tung lắm, ví dụ như thích đi lòng vòng mình, thích uống cà phê của mình. Dễ thương ha. Dễ thương. Một con người mình cảm giác gặp mà mình thấy cảm giác rất là vui á. Vui. Nói như thế. Còn bạn trai bên anh đó,
rất chững chạc. Phải nói là cũng có thể là một cái chỗ dựa, một cái sự tạo nên cái niềm tin nào đó cho bất kỳ ai luôn. Yeah. Nói như vậy đó, để bà mối qua coi có phải không. Đâu? Chứ đàn trai là chịu đàn gái rồi đó. Em qua em coi em dựa nè. Chào chị Nam Thư. Đi. Ồ, dễ thương. Dạ, cảm ơn chị. Rồi nãy giờ nghe em và anh Linh nói chuyện tưởng tượng chắc chị nghĩ qua chắc mập bụng phệ lắm. Có phải không? Dạ phải. Cũng vừa vừa thôi chị ạ. Nó hơi ý dạ. ấy chút thôi. À. Cũng giống như anh thôi. Anh không, em anh là, giống anh, nhau đó. Anh là muốn gấp đôi người ta luôn á. Bởi cái cân nó nói kênh này không kênh heo đó. Bạn ơi. Dạ vâng. Hồi nãy em nói tật xấu của em là hơi bừa bộn. Dạ vâng, em hơi bừa bộn chị ạ. Rồi còn tật xấu gì nữa không? Em hay ăn nhiều xíu chị. Ăn nhiều không phải là cái tội, tại vì ai nấu ngon mình phải ăn thôi. Ăn nhiều, em có thích ngủ nhiều không? Ngủ thì em không thích ngủ nhiều. Em ngủ đủ giấc thôi chị. Đủ giấc, một giấc của em đủ là khoảng bao nhiêu tiếng? Tầm 6 đến 8 tiếng chị. 6 đến 8 tiếng. Dạ vâng. Em thích ngủ, em ngủ tầm khoảng nhiêu tiếng? Có tầm 8 đến 10 chị. 8 đến 10. Hai đứa bay trời trên một cặp rồi đó. Em. Dạ vâng. Rồi ngoài tật xấu là ăn nhiều, mình có tật xấu nào nữa không? Ví dụ như là bừa bộn thì hay đi liền với ở dơ. Dạ dạ. Có nghĩa là em kể cho chị cái câu chuyện này. Em thì cũng hay đi tiếp khách hàng chị. Dạ. Là lâu lâu là phải đi giao lưu với các anh em. Thì đi nhậu về khuya. Nhậu về khuya thì em để nó ngủ luôn. Sáng ngày em mới tắm. Dạ. Em ơi. Sáng tắm còn hơn. Anh mấy lần vậy đó, anh nghĩ là sáng ngủ dậy anh tắm anh quên anh đi luôn. Và đôi khi ba ngày nó ôi chết cha quên thay cái áo. Cái chuyện đàn ông chưa có vợ nó dạ. xảy ra hoài không lo. Nhưng chuyện đó sau này có vợ, vợ lo. Dạ vâng. Là đi về không tắm, đợi chị xíu nha. Đan. Dạ. Rồi em thấy sao? Ví dụ như là đi chơi về, đi ăn uống với khách, đi với sếp tiếp khách về. Xong về mệt quá xỉn nữa. Lên giường nằm kế em mà không tắm. Yên tâm chị, em dội nước tự động tỉnh vô tắm. Đấy, nhẹ nhàng đơn giản, dội nước tỉnh tự động đi tắm. Dạ. Điều em không thích ở phụ nữ là em không thích điểm nào? Dạ, thứ nhất là em không thích phụ nữ ích kỷ chị. Ích kỷ? Dạ. Em thích phụ nữ là phải biết lo lắng, quan tâm cho gia đình. Ừ. Mẫu người phụ nữ của gia đình. Ừ. Bạn gái bé Đan bên chị nói rồi đó, cứ việc ra ngoài xông pha kiếm tiền còn gia đình để Đan lo. Dạ vâng. Đan lúc nào cũng lo được hết. Em nãy giờ nói chuyện á, em có hình dung được cô gái bên này là một mẫu người như thế nào không về ngoại hình đó? Dạ, thì em nghe giọng bạn gái của Huyên nhưng mà rất dễ thương. Dạ. Chắc ngoại hình thì có thể nghe bạn kể thì ngâm mỉm chứ càng càng giống em nè. Em thích vậy mà. Dạ. Mà em nói là cũng cô gái mũm mỉm giống như em mà. Dạ, dạ. Em đã chuẩn bị kế hoạch kinh tế như thế nào để sau này mình có kế hoạch kết hôn chứ? Dạ có rồi chị ạ. Em cũng có dự định để kết hôn. Ừ. Và cũng để dành được một số tiền. Ừ. Và cái mong ước của em trong tương lai tới thì em sẽ làm một cái nông trại nhỏ cho mình, cái farm nhỏ này. Hay quá. Để trồng các một số loại rau sạch. Hay. Để bảo vệ mình ăn, để bảo vệ sức khỏe cho mình trước. Đúng rồi. Cho gia đình và một số anh em. Dạ. Ăn ké. Dạ vâng. Em ơi. Dạ vâng. Rồi bên nhà gái chị nói rồi đó, nếu mà cảm thấy mà đúng điện á là cho giật luôn. Dạ. Còn em thì ý em sao là có ví dụ như là hợp nhau quá thì mình tiến tới hôn nhân luôn hay là em muốn thời gian là bao lâu nữa hay không? Dạ không, đối với em thì em cũng không quan tâm nhiều đến cái chuyện về thời gian anh. Quan trọng là cảm xúc của hai bên cảm thấy đã tới lúc hay chưa, tình cảm đã lớn hay chưa. Thì về thưa với ba mẹ rồi tiến tới thôi. Dạ vâng. Anh nói cho hai đứa biết nha, ở trong bạn mối hẹn hò có những cặp tụi anh cũng hỏi như thế. Dạ. Trong đó là em phải 6 tháng đến năm, thậm chí hơn nữa tìm hiểu cho nó kỹ. Nhưng xin thông báo là mới tuần sau đăng báo tụi anh là đã đăng ký kết hôn. Dạ. Vậy thì ở đây là gì? Duyên nợ. Và khi cái gì mà mình đủ tình yêu, đủ lớn, chúng ta hãy nắm lấy cơ hội đó nha. Dạ vâng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với phần giao lưu người thân ha. Rồi mời anh Quyền Linh. Đàn trai. Xin mời đại diện đàn trai, em đi với ai? Dạ hôm nay em đến với gia đình thứ hai của em. Là gia đình KMC công ty của em ạ, chị Văn Anh ạ. Rồi xin chào đại diện đàn trai. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chào Nam Thư, dạ. Cùng toàn thể quý vị khán giả trong trường quay. Mình tên là Văn Anh, là đồng nghiệp của em Bằng ở công ty KMTC Việt Nam. Thì rất vui hôm nay được có mặt ở đây và cũng cảm ơn Bằng
đã tin tưởng để mà nhờ cậy cho có một đôi lời ở trong chương trình hôm nay. Em Bằng thì là trai quê, và có lẽ là 17 năm vào Sài Gòn thì cũng không hề bị nhuốm cái màu của đô thị, cho nên em là cái người mà gọi là chất phác, hiền lành, tử tế và rất là tốt tính. Về công việc thì là Bằng chăm chỉ lắm, mẫn cán và luôn hết lòng. Với một cái mẫu người nhân viên như vậy thì bất cứ một cái công ty hay tổ chức nào cũng đều mong muốn có được hết. Đấy là về em Bằng. Còn chị em chúng tôi thì cũng làm việc với nhau là hơn 6 năm nay rồi, thì ngoài công việc thì cũng có những cái quan sát theo dõi về em ở khía cạnh cuộc sống. Thì tôi thấy rằng là tôi luôn có một cái suy nghĩ là nếu như bạn gái nào mà lấy Bằng ấy thì gia đình của bạn gái đó chắc chắn là có rễ thảo rồi. Và còn hơn như thế nữa là sẽ có một cái người con trai tốt thực sự là như vậy. Chào Thu Đan. Dạ, chào chị ạ. Em hôm nay rất vui là được gặp em ở đây, được biết em. Cái này chị cũng thầm cảm ơn chương trình. Thực sự mà nói thì lúc em mới đi ra, nhìn là đã có thiện cảm rồi. Em rất là dễ thương. Và qua những cái chia sẻ hoặc là những cái trao đổi nãy giờ đó, thì cái cảm tình trong chị dành cho em nhiều hơn. Thì chị nghĩ rằng là cái thời gian thì nó cũng eo hẹp, rồi cái không gian nó có thể là nó cũng không có tiền để cho các em gọi là thoải mái và tự nhiên để mà thể hiện hay là bộc bạch cảm xúc đâu. Cho nên rằng là chị là cái người hay xem Bạn Muốn Hẹn Hò thì chị thấy các MC hay nói rằng là nếu rung động thì hẳn bấm nút. Nhưng mà chị nghĩ là để có cái rung động thì có lẽ là hơi khó đấy. Cho nên là chỉ cần khi mà rào mở ra này, mình nhìn nhau này, mình tiếp xúc có một vài những cái trao đổi nữa mà cảm thấy rằng là cảm mến, có cái sự cảm mến và đó là cái thiện cảm đó, thì cứ cho nhau cơ hội. Rồi sau đó ngày rồng tháng dài các em tìm hiểu, các em khám phá nhau, cảm xúc, tình cảm nó sẽ dày lên qua thời gian để các em có thể là đi đến những cái dự định xa hơn, rồi có những cái quyết định mà mang tính bước ngoặt. Thì khán giả của Bạn Muốn Hẹn Hò là chị nghĩ rằng là họ luôn mong muốn được chứng kiến cái giây phút mà các em rạng rỡ, hạnh phúc nắm tay nhau và trao nhau nụ hôn trên cái sân khấu này. Tuy nhiên là có thể còn hơn như vậy nữa, họ sẽ còn mong chờ những cái tin vui trong cái thời gian sắp tới. Thì chị, cá nhân của chị cũng như là đại diện cho anh chị em trong công ty KMTC, là vì hôm nay Bằng gia đình ở xa cũng không có tiền vào đây để mà chung cùng tham gia cái buổi hôm nay được, thì chị cũng chúc cho các em là cái thời gian tới sẽ thật là đẹp và thật là ý nghĩa, và rất là mong để đón chờ được những cái tin vui từ các em sớm nhất. Hạnh phúc lứa đôi thì thực ra nó cũng là cái niềm vui vô bờ và cũng là cái niềm trông chờ của cả hai bên gia đình cũng như là tất cả những cái người thân và bạn bè. Xin được cảm ơn. Rồi, cảm ơn chị. Bằng ơi. Dạ vâng. Em giao niềm tin đúng chỗ rồi đó. Hai bên đã góp ý, nói chuyện với nhau cũng cảm nhận về nhau rồi. Quan trọng ở đây vẫn là hai đứa em. Dạ vâng. Chúng ta sẽ mở rào nha. À khoan, chưa, nhà đàn gái chưa nè. Ủa vậy hả? Chưa. Chà, nôn quá. Thu Đan, hôm nay Đan, hôm nay em tới đây em đi với ai? Hôm nay em đi tới với chị họ và anh họ của em cùng người bạn của em. Chào người nhà của Thu Đan. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị anh Nam Thư và chào quý vị khán giả. Về cho chị nhận xét luôn về bạn trai bên này, bạn trai tương lai của bạn Đan. Về ngoại hình thì chị thấy là hai bạn rất rất hợp nhau. Có thêm hai đôi mắt kiến nữa rất hợp luôn. Em cảm ơn chị. Rồi, về cái lối sống thì hai bạn cũng mê ăn mê ngủ giống nhau, thì chị nghĩ về là chắc là rất hợp nhau. Và chị cho chị hỏi bạn Bằng là em là con trai thứ mấy trong gia đình? Dạ em chào anh chị ạ. Thì em là con út ạ. Dạ em có mấy anh em? Dạ em là có 5 anh em. Chỉ còn mình em là chưa có lập gia đình thôi ạ. Là 5 anh em trai hay gái em? Dạ, nhà em lại có một anh trai với lại là 3 chị gái. Tại vì nhà bạn Đan thì chỉ có một bạn Đan là con gái thôi.
Nên là cũng rất là ba mẹ rất là cưng chiều. Chị không biết là về cái tính của bạn hay em có chiều được không, tại vì đã được nuôi chiều từ nhỏ. Nhưng mà bạn đang có một cái ưu điểm là bạn rất là cá tính và sống rất là tình cảm. Thì cái việc mà em cần một phụ nữ mà để mà chăm sóc gia đình thì cái việc đó là dư rồi, bao dư. Thì tới đây thì chị bên chị Vân Anh bên họ đàn trai thì cũng chia sẻ rất là nhiều, và chị cũng rất là ngưỡng mộ về cái tình cảm mà đồng nghiệp mà chị Vân Anh dành cho em. Thì chị rất mong muốn là hai bạn cùng nhau bấm chuông để mình bấm cái nút để mình có cái thời gian, cũng như là mình tìm hiểu nhau thêm, vì ở cái thời gian ở đây ít quá thì mình không thể nào mà tìm hiểu được. Thì mình cứ bấm, mình chống ế em ha. Dạ vâng, em xin cảm ơn chị ạ. Dễ thương, dạ, cảm ơn gia đình nhà mình. Hai người phụ nữ nó dễ thương lắm á. Trời ơi, nên công nhận. Như thế này nè nha, anh vẫn nhắc lại là hãy rung động hắn bấm. Bởi vì thật sự trong gia đình Bảo Nguyên Hòa, chúng tôi không muốn gọi là đến đây để tìm hiểu xong rồi chia tay với nhau đâu. Tôi muốn xác suất là lấy nhau thật nhiều. Ngày xưa thì lúc làm mới chương trình thì có thể cảm xúc là bấm, không cảm xúc cũng bấm. Nhưng đến lúc này thì chương trình Bảo Mối Hòa gần như là một nơi có thể chúng ta tin tưởng đến đó, chúng ta tìm được nửa yêu thương của mình. Chính vì thế tôi tìm hồ sơ phù hợp với nhau rất khó. Có nhiều người đăng ký 5 năm, 6 năm vẫn chưa tìm được đối tượng cho mình. Và ngày hôm nay các bạn gần như có duyên nhau. Và tôi nói trong cái duyên này cũng phải có sự rung động. Còn không rung động thì mọi người biết không, ở truyền hình đó, có cả chục triệu người đang xem. Người ta rất thích cái cô đó, người ta rất thích cái anh đó, nhưng bấm rồi làm mất cơ hội của người ta. Chính vì thế nên cơ hội nếu không phải của mình nên nhường cho người khác. Đấy, đó là cái tiêu chí mà chương trình đề ra. Thành ra các anh chị theo xem thấy bạn Nguyễn Hòa rất là thật, thật ở chỗ đó đó ha. Rồi, cảm ơn mọi sự góp ý của mọi người rất là hay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại với cặp đôi hôm nay. Góp ý có rồi. Những cái gì mà hai đàn trai đàn gái nói chuyện thì tôi tin tưởng đây là một cặp đôi rất là dễ thương và rất là hợp với nhau. Quan trọng là các bạn có hợp chung nhịp tim hay không thôi. Điều đó là do các bạn nha. Mở rào. Bắt đầu đi bằng. Chào thưa em. Dạ, chào anh. Em cũng muốn tặng anh ạ. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh. Đó. Trong hàng triệu triệu người thân có mấy người quen. Hãy nhìn nhau xem cảm nhận giây phút đầu tiên thế nào. Đang, em có bên đây bắt kiến chưa không? Dạ không ạ, em nhìn rõ rồi. Nhìn chữ không rõ chứ nhìn em cái cảm nhận như thế nào? Dạ. Em cảm nhận về anh như thế nào? Em tưởng là anh cao lắm nhưng là cũng như em. Người chững chạc, hơi gọi là nghiêm túc, nhìn khuôn mặt dễ gần. Dạ. Thời gian rảnh, em có nhiều thời gian rảnh ngoài công việc hay không? Do công việc của em làm thì thứ bảy chủ nhật được nghỉ cho nên em có rảnh thứ bảy chủ nhật. Phần còn lại thời gian thì em dành cho việc học nhiều. Thời gian rảnh anh có thể mời em, nếu sau chương trình này chúng ta có duyên, anh có thể mời em đi ăn hay là cà phê vào cuối tuần được không ạ? Mập rồi đó. Mới gặp và ăn rồi. Mình ăn chay được không anh? Trời ơi, ăn chay mà hạp là nó mập bạo nữa. Giờ có động lực nhau đủ đi giảm cân chị. Mời ăn rau thôi. Đúng rồi. Thời gian hai đứa có động lực ăn rau thôi. Nhiều khi biết đâu mình cảm xúc quá, mình nhìn nhau cũng no nữa. Ồ, hay quá. Thì cho em hỏi anh là anh có định hướng gì cho cuộc sống nếu như mà mình tiến tới hôn nhân sau này không ạ? Thì cái định hướng của anh thì đương nhiên là phải lập nghiệp ở Sài Gòn rồi. Anh mong muốn 2 năm tới thì anh sẽ mua một cái chung cư trả góp. Thì nếu lập gia đình thì sẽ về ở đó. Định hướng 2 năm tới sẽ có chung cư. Anh tự mua hả? Anh sẽ tự mua. Vợ không có liên quan đúng không anh?
Về cái quan điểm mà trong cái cuộc sống hôn nhân á, thì anh quan điểm như thế nào? Anh quan điểm là hai người phải tôn trọng nhau, hai vợ chồng cùng làm, cùng chia sẻ. Yeah. Những công việc hàng ngày, công việc nấu ăn chẳng hạn, em nấu cơm, anh rửa chén chẳng hạn như vậy. Và anh có thể nấu. Lỡ em không thích làm hết sao? Không, cái đó, điều đó thì anh nghĩ cũng không quan trọng. Ờ, anh đi làm về muộn không ạ? Anh sẽ sắp xếp công việc để về sớm. Sắp xếp về sớm, trong tuần anh về sớm được bao nhiêu ngày? Thì đa số thì thường thường khoảng 8 giờ là anh, 8 rưỡi là anh về tới nhà rồi. Chết bà, rồi thấy em nấu cơm à. Em yên tâm, anh sẽ rửa chén cho em. Thôi em sẽ mua cơm hộp. Thì đến với chương trình ngày hôm nay thì anh cũng có một ca khúc anh tặng cho em cùng MC Nam Thư, anh Quyền Linh cùng toàn thể các vị khán giả trường quay và khán giả truyền hình. Chủ yếu là cho cô ấy nghe đấy. Ca khúc Tình Thôi Xót Xa. Anh hát một đoạn thôi nha anh chị. Cứ hát những gì mà em thích. Dạ. Từ khi qua đây anh đã biết bối rồi, vì những lúc thoáng em cười anh đã biết con tim hoa xuân hé nụ. Người yêu ơi xin em chớ quên, mùa xuân trên cao ngàn hoa lá lấp lánh nắng, nụ hôn thơ ngây trao em rồi. Em yêu kiều thướt tha cho hồn đắm say, cuộc tình ở dài lâu yêu sâu vòng tay ân ái. Anh nào biết, anh nào có hay, hạnh phúc trôi qua tay giấc mộng tan. Có nhiều đêm trong mơ anh vẫn chờ, chờ em đến tình thôi xót xa. Em xin cắt một đoạn lúc đó ạ. Hay quá. Dạ. Cảm ơn. Hát cũng cỡ Lâm Trường á. Đan ơi. Dạ. Vậy em có món quà tinh thần nào đáp lại cho bằng không? Dạ có, để em mở quà chị. À. Trời ơi, cười rất là... Anh nói nụ cười rất là vô tư luôn á. Thì à, em có cây bút em muốn tặng anh. Cảm ơn. Trời ơi, dễ thương vậy. Cảm ơn em. Em thì không... cái món quà mà sao tại sao em lại tặng cây bút hả bé Đan? Tại vì em muốn là một người đàn ông là bước ra ngoài thì phải là lịch thiệp, lịch sự, và cái cây bút thì nó rất là gần gũi với công việc của mọi người, gần như là hàng ngày làm trong văn phòng thì mình hay dùng cây viết. Và một cái ý nghĩa mà muốn sâu xa nữa là anh hay dùng giống như là dùng cây bút để vẽ lên cái cuộc đời tươi đẹp cho hai đứa sau này. Trời. Thì hôm nay em đến chương trình em cũng có tặng bạn gái một cuốn sách. Thì như Quỳnh Linh lúc nãy nói thì anh rất là thích cái nụ cười của em. Thì cái cuốn sách này cái tựa là cái lực hấp dẫn của nụ cười, thì nó cũng rất ý nghĩa. Vì anh hy vọng rằng nếu mà sau này chúng ta có cơ hội thì anh sẽ được nhìn thấy nụ cười của em mỗi ngày. Dạ. Dễ thương hết sức. Rồi bây giờ chúng ta nói với nhau về kế hoạch hẹn hò cụ thể, rồi kế hoạch tương lai, rồi bây giờ rồi con cái, rồi mốt người về, rồi kinh tế ai nắm ai giữ. Cho anh trao đổi trước về cái vấn đề về kinh tế. Về vấn đề con cái thì em là gái một cho nên em muốn sinh gái. Với anh thì cái việc con cái là cái việc trời cho, anh không có quan trọng việc con cái. Nam hay nữ gì cũng được hết. Trai hay gái gì anh cũng ok hết. Còn em thích sinh con gái hả? Em thích sinh gái chị. Tại sao? Ở nhà em thì có một anh trai với một em trai, rồi thêm hai đứa cháu con trai nữa, em muốn con gái. À, nhà đông trai quá rồi. Dạ đông trai lắm. Vì bị ăn hiếp hoài chị ơi. Con cái là trời cho mà. Rồi. Không phải là chị và anh Quyền Linh ở trên này không đâu, mà tất cả mọi người ở trong trường quay này và mọi người đang xem truyền hình sẽ cảm nhận hai bạn rất là hợp. Hợp, nhìn là thấy hợp rồi. Vậy như là mặt, gương mặt cũng hao hao nữa. Bây giờ ngắn gọn thôi, mình sẽ nhìn vào mặt nhau, mình nói một câu hết sức thật lòng, và chúng ta sẽ tiến hành cái bước quan trọng nhất là bấm nút. Mời các bạn. Mình nói gì trời. Mình cảm nhận thế nào? Anh thấy trong có điện không anh? Nói cảm nhận thật của mình đó nha. Em nhìn anh thì em thấy rất là dễ gần. Hy vọng là mình có cơ hội tiếp xúc nhau để trao đổi nhiều hơn. Với em thì em thấy bạn nữ cũng rất dễ thương. Vì cái tính tình thì em nghĩ là chắc cũng hợp với em.
Thì em nhân đây thì em cũng rất cảm ơn chương trình đã cho tất cả mọi người những trái tim còn cô đơn đến với nhau. Và em hy vọng hôm nay thì bạn gái sẽ dành một cái cơ hội để hai người có thể thời gian tới có thể được hẹn hò với nhau. Mình xin cảm ơn. Rồi, hết thời gian. Chúng ta đã nói cũng nhiều, chúng ta đã cười, đã nhìn nhau, đã hát tặng nhau. Và hai bên gọi là hai họ cũng đã góp ý rồi. Bây giờ đã đến giây phút chúng ta kiểm tra lại con tim của mình các bạn. Chúng tôi luôn luôn nói điều đó, bởi vì con tim hết sức là quan trọng. Chúng ta không thể làm trái con tim của mình, và hãy làm tất cả mọi thứ bằng con tim của mình nha. Bấm nút cũng thế, bấm nút là phải có trách nhiệm với nó. Đây là biên bản về tình yêu của các bạn, nó sẽ nằm mãi ở đó. Cả cuộc đời mình phải nhìn ở đó. Làm cái gì cũng phải làm theo những lời mình đã nói trong biên bản tình yêu đó. Kiểm tra lại một lần cuối. Chuẩn bị. Nếu mà các bạn cảm thấy con tim mình rung động, khỏi cần đợi hiệu lệnh từ Nam Thư và anh Nguyễn Linh. Thích là bấm. Đó, cứ cảm thấy thích là bấm. Rồi bây giờ mời các bạn. Chuẩn bị. Để tay vào nút bấm. Sẵn sàng. Bấm hay không là quyền của các bạn. Khán giả đang hồi hộp chờ đợi. Gia đình hai bên cũng đang chờ đợi. Những giây phút này hết sức là quan trọng. Những khoảnh khắc có thể nói trong bản hẹn hò luôn luôn là những khoảnh khắc đáng nhớ nhất. 3 2 và 1. Hết thời gian. Chúc mừng. Đẹp đôi dễ sợ. Nắm tay nhau nào. Nắm tay nhau đi. Chồng xin phép. Hay quá vậy ta. Dễ thương. Ai, thật sự mà một ngày Quỳnh Linh và Nam Thương rất là hạnh phúc khi thấy những cái điều này. Thưa các bạn, mỗi ngày trôi qua chúng tôi thấy hạnh phúc đó. Mọi người vui không biết sao. Mọi người có thể vui 10 nhưng tôi vui 100 đấy. Hạnh phúc này dành cho các bạn. Hạnh phúc này hãy trân trọng nó. Bây giờ đã lúc chúng ta nói với gia đình, hứa với gia đình, hứa với hai bên, chúng ta sẽ làm điều gì để chúng ta nuôi dưỡng cái tình yêu này, nuôi dưỡng giây phút này. Em xin phép phát biểu trước ạ. Thì em thưa chị, thưa anh chị, thì hôm nay em đến đây cũng mong muốn là có cơ hội, nhiều cơ hội hơn nữa để hẹn hò với Thu Đan. Em hứa nếu mà hai đứa nếu cảm thấy hợp nhau trong thời gian ngắn nhất thì em sẽ hứa sẽ chăm sóc cho Thu Đan kỹ hơn nữa. Xin cảm ơn chị. Bây giờ tới một cái thủ tục mà em hết sức là yêu thích ở bạn muốn hẹn hò. Nụ hôn đầu tiên sau khi bấm nút để chứng minh rằng trái tim mình với cái nụ hôn đó nó đồng điệu với nhau. Bình tĩnh, đừng xỉu nha. Em xin phép anh chị cho con. Để em. Để em đúng không? Để em. Quá. Xã hội em lo, tình yêu để em lo. Đúng rồi. Bản lĩnh. Bắt đầu. Làm liền liền an, đang. Làm liền thôi chị. Làm được, liền. Đang. Tuyệt vời đấy. Cảm xúc của mình mà. Bằng mọi hình thức hả chị? Tùy em, hình thức nào cũng được. Trời, điện tới qua đó vậy, cứ để nó giật. Giống như là thôi tôi không muốn đâu gì đó. Vô tư quá. Em muốn ở dễ đâu thương. Em muốn ở má hay em muốn ở môi? Dạ để em không mua xa trước chị. Không mua xa hả? Nào. Trời ơi, hai đứa cùng một lúc đi vậy? Nào để 2, 3 xa. Đừng ngây ngùng gì nữa. Dễ thương. Tiếp tục nhiệm vụ của mình. Dễ thương. Trời ơi. Làm như hung sống nhọt luôn rồi. Đụng tóc rồi cưng. Tôi không còn má cô ấy. Đúng không? Đầu tiên nó quan trọng lắm. Làm lại đi băng. Dạ em xin phép lại. Không có cái lỗ tai nó nhột lắm. Trời ơi, bên đàn gái người ta hung một cái chốc dính liền. Ông này ông câu giờ nè, ông câu giờ nè. Lợi dụng quá chị. Ừ, kỳ quá. Bản lĩnh đàn ông đâu bằng. Nào. Má. Không, chưa có được. Không được, tôi bắt hoài luôn á. Bây giờ em trúng giờ, dính chưa? Dạ dính rồi. Mà dính vô tóc hay vô má? Ngày vô tóc má. Vô tóc kìa. Vô tóc thấy chưa? Bằng. Dạ vâng. Vô má đàng hoàng. Dạ, em xin phép lại. Rồi. Xin phép lại 3 lần luôn á. Cũng được. Lời quá anh. Dễ thương. Hả? Lời. Em thấy lời. Em lỗ không? Lỗ. Em có muốn không? Không. Không à, được. Để ra sau chị. Để ra sau. Nè,
đám cưới hai đứa là vui lắm đó nha. Cứ cái tinh thần vô tư thế này, vui vẻ thế này, nhưng mà trong cuộc sống cũng nên cố gắng nỗ lực tập trung để chúng ta có thể phát triển kinh tế. Kinh tế sẽ quyết định hạnh phúc luôn. Chúc hai đứa sẽ thành công và hạnh phúc mãi mãi nha. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Quà là hai cấp gói của nệm cao su Vinalatex, một cái phiếu giảm giá 50% trên toàn quốc dành cho các bạn. Và xin gửi tặng đến các bạn máy nước nóng Centong nhập khẩu từ Malaysia và bình nước nóng Alatit Pháp nhập khẩu từ Thái Lan. Đây, tổng giá trị giải thưởng lên tới 7 triệu đồng. Đây, gửi tặng các em. Một phần quà của Việt Nam Cacao, mật của đất. Đây là những tình yêu ngọt ngào dành cho các bạn, và nhớ giữ những ngọt ngào đó. Đôi khi nó cũng một chút vị đắng nào đó, nhưng đó là một trong những cái vị có thể làm cho tình yêu hoàn hảo hơn. Phần quà dành cho hai bạn tiếp theo là một chiếc Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Nếu như, và chiếc TV này sẽ thuộc về các bạn nếu như các bạn tiến đến hôn nhân. Đây. Nhiều quà quá. Rồi. Rinh nặng quá chị. Nặng hả? Rồi, bảo vệ bạn gái hay là chỗ dựa thật vững chắc cho bạn gái. Hãy yêu chị nhau nhiều hơn. Hãy đến với này. Nhau để yêu nhau, hiểu nhau và nhớ chăm sóc và quan tâm đến nhau nha. Hoa nè em ơi, quà nè, cái quan trọng là cái kính của bạn gái nè. Đây đây, thấy xíu nữa đưa nha, chứ bà không thấy đường. Rồi, dạ thấy. Nó chết bà này nấu cơm nữa nha. Rồi, dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn Bằng, cảm ơn Đan, xin rồi, mời Đan đi trước. Cảm ơn chị ạ. Đan đi trước đi Đan. Bằng đi sau nha. Chúc phúc cho các em nha. Thì em có xin tắm không anh? À, có người yêu thì nếu mà nhắc thì mình sẽ đi tắm. Phải nhắc rồi hả? Và lý do sao mà em Alex coi? Dạ tại vì em thích đá banh á, xong em thích ngài Alex Cousin của huấn luyện viên của MU anh. Xong vậy tính của em cũng giống ngài Alex á, nên là mọi người gọi em là ngài Alex. Ủa ngài Alex cũng không có tắm hay sao? Dạ không, ý là quyết đoán trên sân cỏ chị. À chị tưởng là ngài Alex cũng 3-4 ngày mới tắm lần. Cuộc đời mai mốt của tôi lần đầu tiên gặp ca này. Gọi là có sở thích đi đá banh mà sở thích không có tắm nữa. Trời hai bên này phải tắm lần chắc mệt lắm à. Thôi vậy thôi chứ có bạn gái có vợ thì phải tắm thường xuyên nha. Ủa dạ. Em vậy tình trường của em sao em? Dạ em chưa trải qua mối tình nào chị ạ. Dạ chi. Lý do tại sao em chưa có mối tình nào? Dạ lý do chắc là em trúng độc hoa tình. Rồi, bây giờ chúng ta giới thiệu về mình đi bạn. Dạ em chào anh Huỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Hoàng Thiện, biệt danh của em là Alex Còi. Năm nay em 29 tuổi, em sinh ra và lớn lên ở Lâm Đồng. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn nguồn gốc của em là ở ngoài Nam Định. Công việc hiện tại của em là trưởng phòng giao hàng. Rồi, mời bạn nữ. Dạ, xin chào tất cả quý vị khán giả đang có mặt ở trường quay ngày hôm nay. Xin chào hai MC Quyền Linh và Cát Tường. Em tên là Nguyễn Thị Bích. Năm nay em 25 tuổi, hiện em đang là giáo viên tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Nguồn gốc của Bích ở đâu? Dạ em quê gốc ở Quảng Ngãi, nhưng mà em sinh ra và lớn lên ở Lâm Đồng luôn ạ. Rồi. Ưu điểm, khuyết điểm của bạn là gì? Dạ về ưu điểm thì em được bạn bè nhận xét là một người hòa đồng, dễ thương, thân thiện, là một người biết lắng nghe, chia sẻ và yêu thương gia đình. Khuyết điểm của bản thân thì em hơi nhút nhát, ít nói, nói chuyện thì cũng không có được thu hút người khác lắm. Thường thì em không có gây ấn tượng với các bạn hoặc là người đối diện qua cái lần đầu tiên gặp mặt ạ. Rồi ngoài ra thì cái chiều cao của em cũng là một cái hạn chế của em nữa. Cao bao nhiêu? Dạ em 1m52. Mà là bình thường. Dạ mà may mắn cho em hơn nữa là em chơi trong các hội bạn thân hay là những người thân của em, người quen của em thì toàn là chân dài tới nách không à chị. Đó là tại xung quanh thôi chứ còn thật ra em chị thấy rất là vừa vặn. Dạ. Hôm nay vậy là hợp á, bên đây cũng hợp với em rồi về chiều cao rồi đó. Bên đó làm sao? Cao bao nhiêu? Dạ em cao 1m65 chị. Được rồi, vậy là xứng rồi. Gái 50 mấy, trai 6 mấy là được rồi. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Dạ ưu điểm của em là biết chơi thể thao như là bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, đua xe. Hả? Chỉ có đua xe nữa? Dạ.
Đua xe gì? Dạ đua xe đạp chậm ạ. À được. Chậm phải nói rõ. Khuyết điểm là gì? Dạ khuyết điểm của em là hơi nhút nhát và hay ngoáy mũi, khạc nhổ lung tung. Cái gì? Trời ơi ghê vậy? Thiệt không nghe anh? Dạ thiệt. Này là phải coi lại chứ không được nha. Chị qua coi đi chị. Dạ cái này cũng nó thành cái tật ra. Ngoáy mũi hả? Dạ. Ngoáy sao ngoáy coi? Dạ ngoáy như thế này chị. Anh ơi anh ngoáy cái ngoáy trước mặt mọi người không anh? Đừng có kêu nó khạc liền á. Dạ em có khạc trước ở dưới đó. Hả? Khạc dưới phim trường của người ta, khạc dưới rồi mới lên đây hả? Không, em vào cái chỗ khuất khuất em khạc á chị. Trời ơi, khạc ông khạc ngoài đường, người ta còn quét dọn, ông chung trong kẹt, ông khạc. Khạc ngoài đường. Ở phim trường người ta khạc ở ngoài, mất quá người ta không còn lao khạc được. Khạc ở đâu, ở ngoài đường luôn. Trời phải ơi. Đúng vị trí. Kèo đúng. Dính giấy trên mặt kìa, khạc rồi lao chùi rồi, dính cái mũi hay gì vậy, bên má bên đây nè. Đây chắc, nè, đó. Chắc nó dính cái gì vậy chị? Đó, dính cái gì, có cái gì đó. Dạ, giấy ạ. Ùm luôn. Ghê quá. Trời ơi. Cái tập này phải bỏ nha. Không dạ. Khạc nhổ ngoài đường. Có bởi sạch sẽ à, không? Khạc nhổ dạ, đúng bơi quy định. Em cũng sạch sẽ chị. Bao mấy bữa mới tắm bữa? Dạ có thể 3 ngày tắm một lần ạ. Thôi tôi về. Thiệt không em? Dạ thiệt ạ. Trời ơi. Trời ơi thiệt luôn hả? Tôi tưởng giỡn nó thiệt hả? Dạ thiệt chị ơi. 3 ngày tắm lần? Cũng có thể 2 ngày hoặc 1 ngày ạ. Ủa tại sao vậy em? Tại sao không tắm? Tắm mất dạ, có 5 phút ạ. Ví dụ như trời mà nó lạnh thì là em sẽ lười tắm ạ. Em ở chỗ nào mà trời lạnh? Dạ em ở, nếu mà ở nhà thì có thể một tuần em tắm lần. Hả? Ở trên Lâm Đồng á hả? Dạ. Tuần tắm lần. Dạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh 3 ngày tắm lần. Thành phố tùy thời tiết nữa, nếu mà nóng thì một ngày một lần. Rồi bây giờ nếu mà lạnh thì là 2-3 ngày một lần. Thành phố làm gì có lạnh. Nhưng mà trước khi tới đây tắm chưa? Tắm chưa? Dạ tối qua em tắm một lần rồi, sáng nay em đi em tắm thêm lần nữa rồi. Hay quá. Đỡ hàng chi. Nhưng mà sao kỳ vậy, cái tật là phải mấy ngày mới tắm lần hả? Không, tại vì em lười tắm. Lý do tại sao lười em? Lý do sao lười? Dạ em cảm giác mà bước vào phòng tắm nó hơi có sợ. Sợ gì em? Sợ nước lạnh. Thì có nước nóng. Mai mốt dạ, nếu có người yêu thì anh có xiên tắm hơn không ạ? Lại lạnh. Bạn gái hỏi gì kìa? Dạ. Mai mốt nếu anh có người yêu thì anh có xiên tắm hơn không anh? À có người yêu thì nếu mà nhắc thì mình sẽ đi tắm. Phải nhắc nữa hả? Và lý do sao mà em Alex còi? Dạ tại vì em thích đá banh á, xong em thích ngài Alex Cuson của huấn luyện viên của MU anh. Xong tính của em cũng giống ngài Alex á, nên là mọi người gọi em là ngài Alex. Ủa ngài Alex cũng không có tắm ha hay sao? Dạ không, ý là quyết đoán trên sân cỏ chị. À chị tưởng là ngài Alex cũng 3-4 ngày mới tắm lần. Cuộc đời mai mối của tôi lần đầu tiên gặp ca này. Nó gọi là có sở thích đi đá banh mà sở thích không có tắm nữa. Trời ơi. 2-3 ngày mới tắm lần chắc mệt lắm à. Thôi vậy thôi chứ có bạn gái có vợ thì cứ phải tắm thường xuyên nha. Ủa dạ. em vậy tình trường của em sao em? Dạ em chưa trải qua mối tình nào chị ạ. Hèn chi. Lý do tại sao em chưa có mối tình nào? Dạ lý do chắc là em trúng độc hoa tình ấy chị. Ủa là sao em? Dạ chắc là không nhút nhát gái với lại là em giống như kiểu hay xem phim kiếm hiệp của Dương Quá với cô á. À. Thì có cái độc hoa tình gì mà dính vô là không có biết yêu đồ á chị. À coi như là người lãnh cảm luôn á phải không? Tại đâu, nó tóm lại là ít tắm mình không có bồ thôi. Đúng rồi. Về tắm đều sẽ có bồ, chắc chắn vậy luôn. Bạn gái nãy giờ em nghe bệnh như vậy em cảm thấy sao? Hoang mang quá hả Cương? Dạ em thấy hoang mang quá, anh không biết có phải do anh tính anh hài hước nên như vậy không? Không không, nó này không tắm thiệt chứ, nãy chị cũng tưởng hài hước chị về mà ông nói không tắm thiệt chứ hài hước gì. Hoang mang quá chị ơi. Rồi thôi, cái chuyện đó lát tính sau đi. Dạ. Bây giờ tình trường của em sao? Dạ em chưa có mối tình chính thức nào hết, nhưng mà em đã tìm hiểu hai người rồi. Nhưng mà sau thời gian tìm hiểu thì có những cái không hợp cho nên là không có quen nữa, không có chính thức quen ạ. Ồ, sao vậy? Mình đưa ra tiêu chí cao quá hay sao em? Cái mẫu người bạn trai của em như thế nào? Dạ, mẫu người bạn trai của em thì về ngoại hình thì cao 1m65 trở lên. Rồi, được, chuẩn. Có óc hài hước chút. Anh này chắc dư rồi. Cái này nó không phải hài hước, cái này thiệt. Cũng hài hước lắm á. Rồi, sao nữa em? Rồi, cũng là người biết lắng nghe, chia sẻ và quan tâm gia đình ạ.
Tức là thường thì con trai mà thương gia đình thì cũng thương người yêu hoặc là thương vợ tương lai của mình. Rồi, có điều gì em không thích ở người bạn trai? Dạ, em không thích bạn trai bụng bự. Rồi, không có bụng bự. Ở dơ. Không biết là cái này anh có sửa được không ạ? Nếu mà tình yêu đủ lớn thì anh sửa được hết. Nếu tình yêu đủ lớn, anh hứa anh sẽ tắm mỗi ngày. Bạn này không có tình yêu chắc thúi luôn á. Một chút á, tâm sự mà nếu được không được thì em phải bắt hứa thề trước bao nhiêu mọi người, cái vụ tắm mỗi ngày. Đúng rồi chị, một ngày ít nhất một lần. Thì ít nhất ngày một lần, đúng rồi. Trời ơi, đi cả ngày trời, thành phố nóng nực, mùa hôi, mùa kê, tùm lum, tà la, bây giờ, đánh đồ. Em nói cho anh đi, em muốn tìm bạn gái như thế nào? Dạ, em muốn tìm bạn gái chiều cao trên 1m53, ưa nhìn. Nãy đây ta nói 52 rồi. Rồi thôi. Ơi, người không ý tứ gì hàng chi đấy. Tóc ngắn, mắt to. Rồi, được. Rồi là người phụ nữ của gia đình. Ngắn có ngắn, to có to. Phụ nữ gia đình. Anh thấy có đó. Sạch sẽ, thơm ngon. Em biết nấu ăn á anh. Biết nấu ăn. Rồi, gì nữa? Em chỉ đơn giản vậy thôi. Điều gì em không thích ở người bạn nữ? Dạ, không thích là xăm mình. Xăm. Không có xăm. Hay ngồi lê tán phét ạ. Ngồi lê tán phét có không? Dạ không. Không có. Chỉ vậy thôi. Vậy thôi, đơn giản. Rồi bây giờ tôi hỏi là bên kia nè, là bây giờ chừng nào tiến tới hôn nhân được? Dạ khoảng 2-3 tháng gì đó chị. Cái gì 2-3 tháng? Chưa khắc phục được cái vụ ở dơ ai cưới. Vậy thì em sẽ cố gắng một ngày em tắm một lần ạ. Rồi cưới xong về ở đâu? Dạ ở công ty cũng được chị. Ủa? Em đang ở công ty ạ. Công ty là sao? Là sao không ở nhà mà ở công ty? Công ty thì cấp cho cái phòng ở đó hả? Dạ đúng rồi anh. À, nhưng mà ta có cho một mình em, ta có cho vợ của em ở không? Ừ, cái đấy chắc có em. Hả? Chắc có. Rồi còn bao lâu thì em mới có thể có cái nhà riêng cho hai chồng ở được? À, em có nhà rồi anh, nhưng mà em cho thuê rồi. À, rồi, có nhà riêng tiết rồi, kì. Cho thuê ở công ty đỡ tốn tiền. Có nhà riêng là ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở trên quê trên Lâm Đồng? Ở thành phố Hồ Chí Minh em. Quận mấy em? Dạ quận Bình Tân ạ. Quận Bình Tân, được không em? Quận nào cũng được rồi, có ở nhà thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Là được rồi em gái ha. Dạ. Ha. Anh này thực chất á là anh dễ thương lắm. Dạ. Nói thôi chứ không có dơ đâu. Nó dạ. Hồi chút thôi. Nói chung là về mình sửa được anh. Giống như anh nói là tình yêu đủ lớn thì đúng có rồi. Thay đổi về nhưng nhau mà được. Nhóm em có thể cải hóa được anh này là ngày tắm một lần, hai lần không? Chắc là phải cam kết, có cam kết gì đó. À, yên tâm gì đó không? Dạ, giống như là không thực hiện thì sẽ bị phạt cái gì đó. Anh sợ phạt thì anh sẽ làm theo. Tắm không nhau chung, đơn giản vậy thôi. Đúng rồi. Em không thích tật xấu gì của người đàn ông? Dạ, em không thích tính gia trưởng. Đây chắc không gia trưởng thôi. Tắm nó còn tắm mà gia trưởng gì. Anh chơi thể thao thì được ạ. Chơi thể thao nhiều. Chơi nhiều mồ hôi đổ nhiều lắm. Gì nữa? Nhiều em run quá em quên rồi. Em có ngại làm dâu không? Dạ em thì không ngại làm dâu. Em nghĩ là làm dâu thì giống như mình có thêm một người cha, một người mẹ nữa. Rồi chẳng hạn như là mình làm dâu mà về có bỡ ngỡ thì mẹ chồng của mình cũng thường làm dâu thì mình không biết cái gì mình có thể hỏi á. Đúng rồi. Nhưng mà sao em không thích đàn ông bụng bự? Tại vì em thấy đàn thường bụng bự em nhìn có vẻ không được khỏe khoắn lắm hả? Bụng bự người ta cũng khỏe lắm chứ bộ. Bụng bự đẹp không? Dạ đó là quan điểm của em thôi, còn tùy người khác ạ. Bảo đảm đi, ai cũng nói muốn eo thon, lấy chồng chừng 5, 10 năm là bụng nó tự nhiên bự lên. Phát tướng đúng không anh? Phát tướng đúng rồi. Dạ. Ha? Phát tướng là phát tài đó cưng. Phát tướng phát tài. Thì lấy vợ về rồi mới phát tướng. Rồi. Bây giờ em, hôm nay em ở Lâm Đồng đi em người thân không? Dạ có. Huyện nào vậy em? Hả? Ở Lâm Đồng em ở huyện nào á? Dạ em ở thành phố Bảo Lộc ạ. Vậy thì cũng gần nhà của ba mẹ anh á. Dạ anh ở đâu ạ? À, Di Linh. À Di Linh. Dạ cũng gần ạ. Vậy là rồi. Hợp lý rồi. Hôm nay bạn trai đi với ai? Dạ em đi với anh chị họ với đồng nghiệp ạ. Rồi cho gặp bên nhà trai ạ. Đại diện gia đình đi. Rồi, chào em. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào mọi người, ạ. Thực sự lúc mà Thiện nói cái chuyện ở dơ ấy, thì Thiện có ở dơ thật, nhưng mà đàn thanh niên mà em không nói trước được cái chuyện, nhiều khi là nhiều bạn thanh niên thì tính kỹ tính, những người kỹ tính thì người ta ở thường là rất là sạch sẽ, còn Thiện thì tính rất là dễ. Mà nói chung trong công ty thì Thiện là người
công việc là làm rất là chu đáo. Mỗi đúng là cũng thực sự là có một cái tính hơi ở dơ một chút, nhưng có mà khi nào trong công ty mà bốc mùi và ảnh hưởng những người xung quanh không? Cái chuyện đó là không có, tại vì trong công ty luôn luôn có người giúp việc rồi. Và thì còn quần áo thì Thiện luôn giặt sạch sẽ lắm, nhưng chẳng qua là để vài ngày mới giặt một lần thôi, chứ không đến nỗi mà như Thiện nói đâu em ạ. Còn cái tính mà ở dơ thì chủ yếu là sau này em lấy vợ lấy chồng về thì người phụ nữ là cái người mà có thể cải thiện được cái chuyện đó, nó hết sức bình thường. Thì chị thấy là hai em là có một cái lợi là đều ở Bảo Lộc, Lâm Đồng rồi. Thì bố mẹ Thiện thì sinh được Thiện là lớn, với một em gái cũng đang học đại học đây vừa xong, cũng đi làm rồi. Thiện nhà cửa có đầy đủ ở Hồ Chí Minh rồi. Thế cho nên là chị nghĩ là Thiện 29 tuổi rồi, cũng đến lúc mà cái tuổi cứ kết hôn, thì chị thấy em rất là xinh xắn, trắng trẻo, mà chị thấy có vẻ là hợp với Thiện. Thì chị nghĩ là chị sẽ phải mất một chỉ vàng rồi. Bởi vì là chị có hứa với Thiện là nếu mà em lấy vợ thì chị sẽ tặng em một chỉ vàng. Thế có nghĩa là chị mất thật rồi Thiện ạ. Em tưởng một cây chứ. Cái mình đi với ai? Nói tưởng là một cây kìa. Dạ em đi với hội độc thân nhà em ạ. Hội độc thân, rồi cho chị gặp hội độc thân bên nhà gái. Dạ em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường, em chào anh cùng chơi và chào tất cả mọi người trong trường quay ạ. Em xin tự giới thiệu em là em cùng phòng với chị Bích ạ. Bích nhà em thì ở nhà là một người rất là hiền lành, rất là dễ thương. Có một cái là Bích rất là xinh tắm, dạ, rất là sạch sẽ và cầu toàn trong mọi việc đó. Nên là thành ra rất hơi khó. Dạ. Nói về anh cùng chơi thì em thấy anh là một người khá vui tính, khá dễ thương, và em nghĩ đạt 85% của Bích rồi. Em mong sau chương trình thì hai người cho nhau cơ hội, em thấy khá hợp nhau. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ gặp mặt nhau ha, mình cải thiện cái vụ đó nữa là xong rồi đó, chị thấy bây hợp rồi đó. Chúng ta sẽ kéo hàng rào này cho hai người gặp nhau. Bắt đầu. Chào em. Dạ, chào anh. Có món quà tặng em không? Dạ, em cảm ơn ạ. Ủa, ý nghĩa món quà cái gì vậy em? Dạ, cái hoa này là em tự trồng. À, ủa vậy dạ, hả? Và cái chai nước hoa thì em cũng tự làm luôn ạ. Ồ, hoa tự trồng. Em tự làm cái vỏ hay làm cái ruột luôn? Dạ em hái hai hoa ở vườn nhà xong em ra tiệm cho người ta gói ạ. À, nhưng mà hoa này em trồng ở đâu? Thành phố Hồ Chí Minh hả? Dạ. Ồ, trồng bông hồng được luôn hả? Dạ em trồng ở trên sân thượng. Hay quá ha. Vậy là còn cái nước hoa kia kìa. Cái nước hoa là em tự làm. Làm bằng gì? Dạ em, tại vì em làm ở công ty hương liệu á nên em cũng biết pha chế nước hoa. À hay quá. Hay. Như vậy là có thể là khỏi mua nước hoa được dạ, đó. Đúng rồi anh. Vậy tốt là rồi. Mặc dù ở dơ nhưng không có bốc mùi. Tại vì tự chế được cái hương liệu đặc biệt cho bản thân. Thứ dòng mà 3-4 ngày không tắm nó xịt dầu thơm dữ lắm. Có gì nữa không? Thể hiện luôn đi em. Chị thấy có cái gì trên bàn nữa kìa, em làm luôn cho ấm. Dạ không? Ngoài ra em còn biết chơi một số nhạc cụ âm nhạc thì hôm nay em xin thổi một khúc sáo để cho bạn gái nghe. Rồi, xin mời em. Đừng run anh. Được rồi ạ. Mới tập hôm qua đó, thông cảm nha. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu câu chuyện đi. Các bạn cảm nhận về nhau thế nào? Em thấy anh sao? Dạ em thấy anh khá là hài hước. Về ngoại hình thì chắc là giống như những gì em nghĩ ạ. Anh thì thấy em rất là dễ thương, dạ, trắng. Cảm ơn. Với lại cùng quê nữa thì đám cưới nó chắc cũng nhanh. Dạ. Năm cưới thì phải hứa cái vụ kia. À, hồi nãy em có nghe anh nói là 1-2 tháng là cưới mà sao em nghe gấp quá vậy anh? Cái đó là anh nói hài hay sao ạ? Không, anh nói thật đấy chứ. Sao mà mình gấp vậy ạ?
Tại vì theo không em thì lâu hơn cũng được, tùy à. Nếu mà đã tìm hiểu rồi mà mình thích là mình làm thôi. À dạ. Tại không vì tại vì theo em thì hôn nhân là phải dựa trên cái gì đó mà mình phải suy xét kỹ lưỡng, tìm hiểu nhau kỹ nhau thì mình mới nên tiến tới hôn nhân ạ. Cho nên là nếu mà anh nói 1-2 tháng thì hơi gấp quá. Em nghĩ là mình nên cho thời gian tìm hiểu để mình hiểu tính của nhau, hoặc là có những cái gì đó mình có thể dung hòa được với nhau ạ. Đúng rồi. Dạ. Thì bữa nay lên đây thật là anh cũng hơi run tại vì anh hơi nhát. Em cũng nhát, anh đừng nhát nữa. Thì nếu mà hẹn hò thì em thích đi những nơi nào? Dạ em thường đi cà phê hoặc là đi xem phim. Và em cũng thích đi du lịch nữa. Em đi du lịch bằng xe máy hay là đi bằng... Dạ em thích đi bằng xe máy ạ. Đi bằng xe máy thì cũng được. Anh cũng hay đi du lịch nhưng mà anh đi bằng máy bay không ạ? À anh đi bằng máy bay ạ. Anh book vé em đi là em đi chung luôn. Dạ đúng rồi. Lần sau là book vé đôi nha anh. Được ạ. Quan điểm về hôn nhân gia đình. Quan điểm về hôn nhân gia đình của em như thế nào? Dạ thì giống như em nói ban đầu thì mình nên tìm hiểu nhau kỹ để mà hiểu nhau rồi mình mới tiến tới hôn nhân ạ. Và anh có, tức là anh có khi mà yêu thì anh có thói quen là như là giám sát người yêu mình quá không ạ? Tại anh chưa yêu lần nào nên anh cũng không biết là giám sát người yêu đâu. Đầu tiên thầm anh gái hát tặng chàng trai một đoạn bài hát nào đó. Thực ra em hát cũng không có hay rồi, chỉ là hay hát thôi. Nhưng mà em cũng xin gửi đến quý vị khán giả và hai MC bài hát Hồn Quê. Em theo anh qua những cánh đồng thơm lúa Việt Nam, nơi bao năm xa cách tương tình hôm nay lớn dần, lòng buồn giờ giờ xa xăm, gợi lại kỷ niệm khói trong khói lâm ban chiều và mái tranh thua còn nằm môi, cây mẹ che bóng mát môi chiều ta đứng chờ nhau, như âm xưa như lá sông lại bên giây phút đầu, lời nào ngọt ngào cho nhau, tình nào hò hẹn mãi sau, thôi hãy xem như cuộc đời ngủ quên chìm vào lắng sâu. Mỗi một tuần chúng ta gặp nhau mấy lần, các bạn thôi trao đổi luôn đi. Thời gian rảnh của anh là khi nào ạ? Là anh rảnh buổi tối từ thứ hai tới chủ nhật luôn. À từ thứ hai tới nhật, còn ban ngày thứ bảy chủ nhật anh không rảnh à? Thứ bảy chủ nhật thì anh rảnh nguyên ngày. À vậy chắc em bận hơn anh rồi. Tại vì em là giáo viên tiếng Anh nên là thường cái giờ trung tâm thì nó hơi khác một chút xíu là em dạy cũng... ở trung tâm nào? Dạ em dạy trung tâm ở Tân Bình ạ. Dạ cũng trung tâm tiếng Anh nhỏ thôi ạ. Và em có làm bán thời gian nữa. Thì thời gian em dạy cả ngày thứ bảy luôn ạ. Tức là em rảnh chiều chủ nhật và các buổi tối khoảng từ 7 giờ em cũng rảnh buổi tối ạ. Thì buổi tối mình hẹn hò được. Dạ. Thì anh có thể làm học trò tiếng Anh của em được không? Dạ em thì không có giỏi tiếng Anh, với lại có cô giáo tiếng Anh đây rồi anh. Giỏi mới đi học. Vậy thì em dạy anh ok. Dạ, miễn phí. Dạy vài câu đi. Tình yêu là như thế nào? Anh biết nói anh thích em như thế nào? I like you. Yeah, I like you. Học trò này dạy được á anh Linh. Dạy anh ấy một câu là anh sẽ yêu em đến suốt cuộc đời. I will love you forever. Forever. I will love you forever. Nói nguyên câu đi. I will love you forever. Hay quá. Rồi bây giờ mình tỏ tình sao nó lãng mạn hay chút xíu. Đó là phải lồng ghép cái sự tỏ tình cùng với lời hứa hẹn mình sẽ tắm mỗi ngày đó. Để quyết định bạn gái có bấm nút hay không. Để em hát một bài chị. Hát một bài. Dạ. Rồi. Cháy lên đi lửa thiêng, cháy mãi cho bóng em hiện ra. Giữa ngọn lửa em trao bầu rượu, em trao lời nói. Nhớ mãi, nhớ
lời nói lửa cháy rêu đắng ngày nào. Còn đàn chim chư rao bay qua dưới bầu trời. Còn dòng sông ruông pa trôi qua dưới mặt trời. Còn yêu em anh, còn yêu em mãi người ơi. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thủ tục nha. Mời bạn để tay nút bấm. Đây. Được, con hứa đó nha. Dạ anh hứa trước đây rồi. Anh hứa là sẽ tắm thường xuyên. Thường xuyên là sao? Thường xuyên là mỗi tháng hay là? Bây giờ trước mắt mọi người em nói là dài đi ha. Mỗi ngày anh sẽ tắm một lần trở lên. Không, bây giờ nè, em phải nói bắt đầu từ hôm nay có em rồi. Anh hứa trước mắt mọi người, trước hai bên gia đình dòng họ, anh sẽ như thế nào đó, nói câu dài dài. Đúng rồi. Hôm nay trước mặt khán giả thì anh xin hứa là sẽ tắm nhiều hơn một lần một ngày. Rồi, đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Được rồi ha. Đây. Chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình. Chúng ta đã trò chuyện để phần nào hiểu được nhau, nhưng quyết định bấm nút là để hẹn hò, để tìm hiểu và tiến tới hôn nhân, không phải bấm nút để chơi, không phải bấm nút chỉ đi xem phim, uống cà phê rồi thôi các bạn nha. Hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm đó. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Nắm tay nhau đi hai bạn. Vẫn như thường lệ, truyền thống của bạn Nguyễn Hò là hôn nhau sau khi bấm nút. Chưa yêu lần nào phải hôn từ từ, lâu lâu. Cảm nhận. Chưa yêu lần nào mà hôn phải cảm nhận xem nụ hôn như thế nào rồi. Nhắm mắt báo lại cho người biết nha. Từ từ, đúng rồi. Đúng rồi, coi cảm nhận thế nào, bắt đầu. Từ từ thôi. Từ từ, để yên. Để yên, hít vô, sâu vô. Sâu vô. Rồi. Thấy sao? Thấy tim nó run run. Với lại nó thơm thơm cái mùi mỹ phẩm. Thơm thơm mùi mỹ phẩm. Rồi, chúc các bạn hạnh phúc nha. Đây là chiếc vé xem phim của cùng gặp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây quà tặng dành cho hai bạn là một phiếu quà tặng trị giá 1 triệu đồng đến từ thương hiệu thời trang Couple TX toàn quốc. Và đây quà tặng dành cho hai bạn là máy nước nóng hiệu Senton, để bạn gái cầm đi. Và đây quà tặng dành cho hai bạn là máy nước nóng hiệu Senton. Máy nước nóng hiệu Atlantic với tổng phần quà trị giá 7 triệu đồng. Đây là một phần quà đặc biệt. Nhãn hàng UBC TV, đỉnh cao công nghệ Smart TV, trị giá 9 triệu đồng sẽ thuộc về các bạn nếu như các bạn đồng ý kết hôn. Hy vọng rằng với những món quà này nó sẽ có thể giúp bạn thêm những cái niềm vui trong cuộc sống và mong rằng các bạn sẽ sớm gửi tin mừng với chúng tôi nha. Rồi, chúc các bạn hạnh phúc. Rồi, hãy nắm tay nhau đi tìm hiểu nhau đi hai bạn. Rồi, bạn gái đi trước nha, bạn trai đi sau để đỡ nha.